Dạ, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Thì hồi nãy có cái phần chia sẻ của thầy Thuận Đức về dùng chánh niệm để chuyển hóa sân hận. Thì và như thầy nói thì chia sẻ là quán vào cảm thọ hay còn gọi là khổ thọ theo phương pháp của Lặng Mai thì được trong đề cập trong tứ niệm xứ. Thì trong cái quá trình mà pháp vô minh thì muốn thực hành để có chánh niệm á thì đòi hỏi phải có như lý tác ý, mà tiền đề của như lý tác ý là đức tin trong sạch. Vậy thì quý thầy cho con hỏi là như thế nào là đức tin trong sạch? Phải hiểu Phật và giáo pháp của Phật như thế nào? Đức tin liệu nó có khác với niềm tin hay không? Và tin như thế nào? Tin ra làm sao? Và trong sạch là trong sạch của thân hay là tâm? Và làm sao để là trong sạch? Dạ, thì tóm gọn là như thế nào là đức tin trong sạch? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về câu hỏi liên quan đến phần chủ đề của thầy Thuận Đức thì thầy sẽ chia sẻ đến cho bạn Đức Tâm về câu hỏi này. Để anh nói cho Đức Tâm nghe cái vấn đề mình đang nói là cái sự chuyển hóa sân giận bằng phương pháp chánh niệm, tức là theo dõi hơi thở. Thì mình nói lại cái chỗ này, có nghĩa là khi mà mình phát hiện cái tâm sân á, thì bắt đầu chúng ta sẽ quan sát suy nghĩ, tức là theo dõi hơi thở của mình, một có chánh niệm, tức là hít vào thở ra. Như nãy mình nói mấy cái đề mục á, tức là chánh niệm. Còn dưới tâm hỏi là vì cái đức tin á, cái đức tin á thì theo như Thuận Đức tự tìm hiểu trong một số bài kinh á, thì cái người mình gọi là lòng tin. Mình đừng cái dùng cái chữ đức tin á, nhiều khi ta nghe ta phải bị nhầm lẫn qua cái tôn giáo khác, đúng không? Mà Đức Phật á lại dạy là đến đến để thấy, chứ không phải đến để tin. Là đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Khi mà Đức Phật cũng nói là tin á, mà không hiểu thành ra là phỉ báng. Bởi vì sao? Mình phải khái niệm là cái lòng tin hoặc là cái niềm tin của người, cái người con Phật đó, là thứ nhất là cái tin gì? Tin Tam Bảo. Phải tin Tam Bảo. Tức là mình phải có niềm tin vào Tam Bảo, là tin Phật. Tin Phật là một cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn, có khả năng giúp cho chúng sanh giác ngộ giống như Phật. Cái đó là tin vào Đức Phật. Thứ hai là tin vào Pháp Bảo, tức là tin những cái lời dạy của Đức Phật có khả năng chuyển hóa cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái đường vô minh tâm tối, mà trở về với cái bản tánh giác ngộ chân thật của mình. Thứ ba là tin vào Tăng, là tin vào những cái người đã mang giáo pháp của Đức Phật truyền bá khắp mọi nơi, tin vào Tăng. Đó là tin vào Phật Pháp Tăng, tin vào giới, tin vào thí, tin vào thiên. Trong đó là có sáu tánh niềm tin: Phật Pháp Tăng giới thí thiên. Là tin vào những cái đó là có thể giúp cho mình chuyển hóa khổ đau ở trong đời này, thậm chí nhiều đời sau. Cái đó là cái niềm tin, đó là niềm tin ở nơi Phật pháp, và có niềm tin trong sạch. Mình chỉ nói là cái niềm tin thôi. Và các vị tổ sư á, người ta cũng nói một câu là Phật pháp như đại hải. Phật pháp như đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng độ. Có nghĩa là Phật pháp như là cái biển lớn, có niềm tin mới bước vào cửa được, nhưng mà sao, có trí tuệ mới qua được bờ bên kia. Mình có cái niềm tin á là mình chỉ mới bước vào cửa thôi, mình mới bước vào cửa thôi, nhưng mà sao, trước mặt mình là một cái biển lớn, một cái biển phiền não lớn, một cái biển vô minh, một cái biển khổ lớn. Cho nên sao, phải dùng trí tuệ để mà qua cái biển khổ đó đó. Và cái niềm tin á, cái mình nói đức tin ở đây á, đức tin với niềm tin thật sự nó cũng không có khác nhau đâu. Do cái từ ngữ của mỗi tôn giáo dùng, nó dùng cho nên mình cảm thấy khác nhau. Bây giờ Thuận Đức nói ví dụ như một số tôn giáo người ta dùng cái từ bác ái, người ta dùng cái từ bác ái, còn mình thì mình thuần Phật pháp mình dùng cái gì, cái chữ chữ gì từ bi, hoặc là cái tình thương, gọi là tình thương đi. Nhưng mà ở tôn giáo người ta gọi là bác ái.
mình nó sử dụng cái từ bác ái là nó không phải là nó không đúng, nhưng mà nó không thể nào nó gột rửa được tận cùng cái ý nghĩa, hay là nó gột rửa được tận cùng cái ý nghĩa sâu sắc ở những cái từ Phật học của mình không có thể nào dùng cái từ đó không có sâu sắc bằng. Bác ái là mình hiểu sao, nghĩa là bác là uyên bác rộng lớn, ái là sao, cái tình thương, và là cái tình thương rộng lớn gọi là bác ái. Sao còn mình đây là từ bi dịch ra từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ đó, cái tình thương này sao, cái từ bi của Phật pháp mình vô lượng vô cùng, từ là từ vô lượng tâm mà, bi vô lượng tâm, tức là sao, không có giới hạn, không có ngần mé, tức là có thể thương yêu tất cả chúng sanh từ đồi bò bay mái cửa cho đến tất cả, cho đến chư Phật thánh nhân, từ người này người khác, thậm chí những người sao đã oán thù với mình, đã ganh ghét mình nhiều đời nhiều kiếp, là oan gia với mình, nhưng mà sao mình vẫn thương yêu được họ, có nghĩa là từ bi. Còn cái từ kia thì cái từ bác ái thì không hẳn, nghĩa là yêu thương rộng lớn thôi, nhưng mà sao cái chữ rộng lớn nó sao nó còn có giới hạn, còn mình là sao vô lượng, là không có giới hạn, không có ngần mé gì hết. Cho nên mình đừng có dễ bị nhầm lẫn với những cái từ ngữ của cái tôn giáo khác, thì đó là cái niềm tin. Và mình tin á, quan trọng á, các bạn đừng có nghe nhiều quá rồi thành ra mình nghe nhiều quá rồi thành ra mình sao mình có cái tâm nghi ngờ, mình có cái tâm nghi ngờ, mà khi mà nghi á, nghi mà không có giải quyết được cái chỗ nghi á, thì nó thành ra từ từ nó xa rời nha, nghi mà không giải quyết được từ từ nó sẽ xa rời, từ từ nó sẽ đi lệch hướng và nó lệch đường, thành ra nó lệch pháp luôn. Và cái niềm tin á, tin là tin như thế nào, tin là tin như thế nào, niềm tin của mỗi người làm sao mà các thầy biết được. Ví dụ như bây giờ đức tâm tin Phật với cái mức độ, với cái level nó tới đâu, mà ví dụ như là các thầy cái niềm tin đức Phật nó cái level nó tới đâu, có phải không, làm sao mình biết được cái tâm của mỗi người, cái niềm tin đặt vào cho một cái đấng cha lành, một cái bậc giáo chủ của một cái nơi mà mình đang hướng về tới đâu, mình đâu có thể nào biết được. Nhưng mà nhìn này, nhìn cái đầu của Thùng Đức đi, với cái đầu Đức Tâm, là mình nhìn vào là mình thấy được cái niềm tin người nào lớn hơn rồi, phải không ạ? Mình nhìn vô mình thấy được là cái niềm tin với Phật pháp là cái người nào có nhiều hơn, không? Các thầy là cái người có niềm tin tuyệt đối vào ba ngôi báo, cho nên mới sao phát tâm xuất gia để sao xa cắt ái từ thân, người bỏ nhà đi vào chùa xuất gia tu với cái niềm tin tuyệt đối luôn, không có một chút nghi ngờ gì cả, không có một chút nghi ngờ gì cả, cho nên mới dám mạnh dạn như vậy. Còn sao giống như các bạn có thể là những người Phật tử cư sĩ có niềm tin nhưng mà còn chút nghi ngờ, mình chưa biết mình tin như vậy là đúng hay không. Nhưng mà các thầy á, mình phải nói là các thầy có niềm tin vào Phật pháp, nhưng mà sao tin với cái gì, chánh tín chứ không phải là cái kiểu mà mê tín nha. Mê tín là sao, tin một cách mù quáng gọi là cuồng tín. Cái thậm chí mình nói cái từ mà hồi nãy Đức Tâm nói là cái đức tin đó. Đức tin đó là nó biểu hiện từ ở trong tận đáy lòng của một số tín đồ, của một số tôn giáo có đức tin thôi, nhưng họ không không biết cái niềm tin của họ nó sẽ đặt ở đâu và nó sẽ hướng cho họ đi về nơi đâu. Họ chỉ biết là tin là như vậy, là tin sẽ được như vậy, tin là sẽ được cái đó. Nếu mà cái đặt niềm tin vào vào cái đấng giáo chủ đó, cái vị lãnh đạo, cái vị thống lãnh đó, thì họ sẽ được cái này, họ sẽ được cái kia. Cái đó là mình đạo Phật mình không phải là tin như vậy, mà Đức Phật cũng đã nói rồi đó, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Khi mà mình đến để mình thấy được cái giáo pháp rồi, mình nghe cái lời dạy của Đức Phật rồi, mà Đức Phật cũng có dạy luôn là khi mà các vị nghe cái giáo pháp của ta, nếu mà các vị so sánh với kinh đối chiếu với luật, so sánh với kinh đối chiếu với luật và các vị thực hành, nếu như mà nó không mang lại an lạc, không mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình và cho những người xung quanh, thì từ bỏ đi, đừng có thực hành, đừng có nghe nữa. Đức Phật đã khẳng định luôn, Đức Phật không có ép mình nha,
Đức Phật không có ép các vị là phải phải tin tuyệt đối vào Phật. Đức Phật từ đầu tới đuôi là không ép. Đức Phật nói là các vị nghe này, nghe cái vấn đề này đi, rồi về so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu như mà mình thực hành không có an lạc, không có hạnh phúc, mà nó chỉ mang đến khổ đau thôi, bỏ đi, đừng có nghe nữa, bỏ đi, đừng có thực hành nữa. Đó, thì Đức Phật dạy luôn, bỏ đi, đừng có nghe lời nữa, đừng có thực hành nữa, và từ bỏ nó đi, đừng quên nó đi, đừng có nhớ tới nó nữa. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Nếu như mà mình nghe, mà mình thực hành, mình mang lại an lạc cho bản thân mình, mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh thì sao? Mình nên sao? Tiếp tục tinh tấn và truyền bá cái đó để cho người khác sao? Tiếp tục với mình tu tập để dẫn đến cái an lạc hạnh phúc. Đó là lời của Đức Phật dạy. Chứ thật sự mình nói, các thầy cũng vậy. Đức Phật cũng dạy là khi mà các thầy nói cũng vậy, những lời các thầy nói, các bạn nghe, nhưng mà sao các bạn phải về đối chiếu, về đối chiếu lại xem các thầy nói có đúng lời Phật dạy hay không. Còn nếu như mà không đúng thì bạn đừng nghe. Không phải là bắt buộc là phải nghe một cách nói mù quáng như vậy. Nếu như vậy, tin như vậy là gọi là gì? Cuồng tín, không phải là chánh tín đâu. Không phải là chánh tín. Mà lời Đức Phật dạy là các tôn giáo khác là sao? Nó chỉ có niềm tin như vậy thôi, nó có niềm tin một cách mù quáng, chứ không phải là thật sự mà đến để thấy, để thực tập, để mà cùng nhau giải thoát giác ngộ. Đạo Phật đó, có cái đạo nào để tu, để mà có cái tôn giáo nào mà một giáo chủ nói là tu để thành 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 Phật giống như tôn giáo như đạo Phật mình không? Không, mình tu là để thành Phật. Có cái tôn giáo nào nói là các tín đồ phải tu tập để trở thành cái ngôi mà cái người giáo chủ nó đang hiện tại? Đâu có, chỉ có Đức Phật thôi. Là tất cả chúng sanh giờ đều có Phật thánh mà tu, và sau này sẽ đều thành Phật, chứ đâu phải thành thánh thành Phật, chứ đâu phải là có niềm tin vào nơi Phật rồi Đức Phật sẽ ban cho cái này, Đức Phật sẽ ban cho cái kia. Mình tin như vậy là cái niềm tin mù quáng, cái niềm tin đó là cuồng tín, chứ không phải là tin theo chánh pháp. Thì con có những cái lời như vậy, mong quý thầy sẽ tiếp tục để mà thêm vào cái ý kiến để cho bạn đức tâm cũng bạn nắm nhiều cái thông tin hơn. Tại vì là Phật. Dạ, cho con hỏi thêm một xíu được không thầy? Dạ, thì hồi nãy thầy có nói là đến để thấy và đến để tin. Thì với những cái trường hợp là thầy nói là mình phải thực hành thì mới bắt đầu tin, đúng không thưa thầy? Nhưng mà có những cái trường hợp là chưa thực hành mà đã tin rồi, thì đây là liệu có hơi mâu thuẫn không? Tức là cái niềm tin phải giữ dọa mãnh liệt. Con ví dụ đi, trong kinh Trường Bộ có cái bài kinh Sunadanda, thì ngài là đệ nhất ở bên Bà La Môn. Thì ngài đối chất với Đức Phật, thì một hồi Đức Phật nói làm sao mà đưa ra năm cái yếu tố, thì giữ là hai cái yếu tố là giới và tuệ. Thì Đức Phật mới hỏi ông đó là làm sao để phát triển, thì ông đó phát triển hai cái yếu tố đó, thì ông kia không trả lời được. Thì lúc đó ông mới cúi sập và quy y Đức Phật. Thì lúc này ông mới có niềm tin. Thì lúc này ông chưa có thực hành mà quý thầy, thì lúc này là đã có niềm tin, cái niềm sơ khởi rồi. Con nói ở đây thì tại vì con đọc trong Tăng Chi Bộ để có được cái như lý tác ý thì phải có lòng tin, tức là phải có lòng tin trước chúng ta mới thực hành được. Còn nếu như không có lòng tin thì chúng ta không có thực hành, mà lòng tin ở đây là phải lòng tin đúng đắn và trong sạch. Dạ. Và với lại thêm nữa, con có nghe được là cái gốc của cái đức tin trong sạch đó, nó sẽ phát triển giới, định và tuệ. Vậy thì con muốn nhấn mạnh là làm sao để cho quý Phật tử biết làm sao để có một cái lòng tin trong sạch. Trong sạch là trong sạch như thế nào, để hiểu đúng và chính xác, để đi đúng một cách đúng nhất, và để có như lý tác ý một cách đúng nhất theo chánh pháp, chứ không có phải là mất thời gian sai lệch. Thì người có người nghĩ là cúng kiến là đúng pháp, có người nghĩ là cầu xin Đức Phật là đúng pháp. Dạ. Trong sạch như thế nào? Cái vấn đề trong cái bài kinh Sunadanda đó, thì nó có hai, tức là ông sẽ hỏi Đức Phật nếu mà được bỏ cái nào để mà giữ lại được gọi là cái một bậc sa môn, và Đức Phật cũng hỏi là giữ lại được cái nào để xứng đáng gọi là cái ông Bà La Môn, đúng không? Thì cái cuối cùng chỉ còn giữ lại là giới và tuệ, phải không? Cuối cùng còn giữ lại là giới và tuệ.
thì vẫn nói trong cái này không thể thiếu cái nào cả, bởi vì mình cũng học tam vô lậu thì mình cũng đã biết rồi, có giới thì mới sanh định và có định thì mới sanh tuệ, thì giới là cái nguồn gốc. Và hồi nãy ở trong cái bài kinh toàn cũng đọc các bài kinh Nikaya gọi là tài liệu bậc một, thì cũng nói về cái niềm tin về cái Phật pháp tăng và giới thí thiên, thì trong đó cũng có giới mà phải không? À thì cái vấn đề ông Sonanda này á, Sonanda thì ông không phải là ông không có niềm tin đâu, không phải là ông không có niềm tin, đó là những người thật sự mà nói là một những người trong những ông Bà La Môn có nhân duyên làm đệ tử của Đức Phật. Mình ví dụ họ đã đặt tin vào cái đấng tối thượng của họ rồi, nhưng mà sau khi mà đến với Đức Phật thì Đức Phật khai sáng ra một cái là cái trí tuệ, bằng cái trí tuệ của Đức Phật khai sáng cho họ một cái là cái đấng thần thánh mà họ đang thờ cúng không có trí tuệ, không có giải quyết được tận cùng vấn đề như Đức Phật của mình đưa ra để giải quyết. Hay thậm chí là các ngài mà Đức Phật độ ngài Ca Diếp á, độ ba anh em của ngài Ca Diếp á, thì từ những cái người sao thờ thần lửa, từ những cái vị Bà La Môn thờ thần lửa, chỉ biết ông thần lửa thôi, chỉ đốt lửa thờ thần lửa thôi, nhưng mà sao khi mà Đức Phật đến, Đức Phật nói cũng vài ba câu thôi, cái đó cái nhân duyên, cái bậc chánh đẳng giác. Thật sự mà nói với toàn nghe là cái mình á, là những người hậu học thì mình không thể nào mình biết được cái hoàn cảnh lúc đó, là sự mà nói không có niềm tin, nhưng mà khi mà thấy Đức Phật thì sao phát khởi rồi sụp lại liền. Thậm chí bây giờ mình đi vào chùa, mình thấy những ngôi chùa lớn, những cái tượng Phật lớn, thì mình còn thấy mình cảm động, mình còn thấy mình muốn là sụp lại mà. Hay thậm chí mình nói để mình thấy được, mình cảm nhận được cái vấn đề thời thời điểm mà Đức Phật còn tại thế, là khi mà một cái bậc giác ngộ chánh đẳng giác mà xuất hiện, thì khi mà một cái người không có niềm tin mà đến gần nó, tại sao cái năng lượng nó rất là lớn. Và khi mà cái tướng hảo của Đức Phật nó biểu hiện ra, và thậm chí là có những cái ánh sáng nó biểu hiện ra, thì sao tự nhiên phát khởi lòng tin, tự nhiên phát khởi lòng tin, chứ không phải là cần có lòng tin rồi mới sụp lại Phật đâu, đâu có tự nhiên, tự ngay lúc đó luôn. À giống như các vị tỳ kheo mà thời Phật xuất gia cũng vậy, thiện lai tỳ kheo, tự nhiên cái râu tóc rụng hết là sao, thiện lai tỳ kheo, ông là đệ tử của ta rồi thì sao tự nhiên phiền não, tự tất cả mọi cái nghiệp, cái chướng duyên, cái phiền não của một cái người trần tục nó buông bỏ, nó rớt hết xuống, thì sao thành đệ tử của Phật là như vậy, là phát khởi lòng tin ngay từ lúc đó, là căn bản là vậy. Còn bây giờ này, thời mình là khó phát sanh lòng tin, không sanh lòng tin là sao, mình còn nghi ngờ về giáo pháp. Nó thẳng ra là những người mà còn nghi ngờ, là còn nghi ngờ về cái sự giác ngộ của Phật, và còn nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về giới, à cho nên mới là không có cái niềm tin chân chánh vào giáo pháp của Phật, cho nên như vậy. Còn hồi xưa là sao, những người nó thấy Phật là coi như là khiếp hồn khiếp vía luôn đó. Thấy Đức Phật là khiếp vía rồi là muốn chỉ muốn sụp lại thôi, chỉ muốn là ôm chân Phật thôi, chứ không còn nói gì cả. Tại lúc đó là cái niềm tin nó tràn đầy, mà nó biểu hiện ra bên ngoài như vậy, chứ không phải là để mà có niềm tin rồi mới mới muốn quy phục đâu, không phải đâu, không phải là khi có niềm tin quy phục, nhưng mà thấy Đức Phật rồi mới phát khởi niềm tin lên, mới phát khởi niềm tin. Tại vì cái ông này ông như thế nào cho nên cái tướng đẹp quá, cái ông này cũng như thế nào mà ông đi mà hào quang ông phát ra, phải không, cái ông này cũng như thế nào mà một bầy voi dữ nó đang say, nó lại đến là nó thuyết phục cái ông này như vậy đó. Vấn đề là phát sinh niềm tin là ngay từ chỗ đó, là tự nhiên phát, những cái bậc thầy Bà La Môn của mình không có được cái điều đó, nhưng mà cái ông Gotama này, tại sao ông Gotama này có cái điều đó, thì đó Đức Phật là biểu hiện ra những cái tướng như vậy để cho người ta phát khởi niềm tin vào nơi Phật pháp ngay lúc đó, chứ không có phải là có trước. Mấy lúc trước là mấy ông nó chỉ tin vào cái thần lửa, hay là tin vào cái đấng Bà La Môn, cái đấng Phạm Thiên của mấy người đó thôi, chứ không phải là tin vào Đức Phật đâu. Nhưng mà sao
đó là hình tướng của Đức Phật, nó đã giúp họ phát khởi cái niềm tin, và niềm tin đó là niềm tin chân chánh, nó không có bị phụ thuộc vào bất cứ một cái gì giống như chúng ta hiện giờ. Bây giờ thì truyền thông nó đầy đủ quá, nó có nhiều cái này nhiều cái nọ quá, cho nên mình tin mà sao mình nghi, mình tin mình nghi, mình còn thắc mắc, mình hỏi là mình tin như vậy có đúng hay không, người ta tin như thế nào đó, đó. Như vậy hồi xưa là thấy ông Phật là sao, tiếp dí là tin liền, là sập lại liền, cho nên là không phải là có niềm tin lúc đó mới quy phục Phật ha. Thầy nghĩ có ý kiến nhiều mà thầy nghĩ đã mở mic. À, câu hỏi về của bạn á, nó liên quan tới niềm tin á. Sợ câu hỏi này nó là một cái câu hỏi mà xưa nay luôn, rất là nhiều người mà bị vướng phải niềm tin thế nào để chúng ta không mơ hồ, nó dựa trên căn cứ gì, và nó là yếu tố cốt lõi tại sao trong kinh Hoa Nghiêm nó niềm tin là mẹ sanh ra mọi công đức. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin á, mà không đúng á, thì chúng ta cũng dấn thân vào con đường sai lầm, giống như ngài Angulimala vậy đó, ngài vô não vậy đó. Khi ngài có một cái vụ, ngài có một cái chủng tử, và ngài có một cái nhiệt huyết và một cái sự hướng thượng tới con đường thánh đạo, nhưng mà khi ngài đặt cái niềm tin với bổn sư ngài trọn vẹn, nhưng mà khi bổn sư ngài dặn con đường sai lầm á, thì ngài mới dẫn tới cái hậu quả mà mình nói là xẻo xẻo tai đó, mà gây tới cái sự oan trái cho cái người dân ở đó. Nhưng mà cái lòng tin và cái niềm tin của tâm của ngài Gumala đó là không có đặt cái vấn đề nề hà, vấn đề hình tướng, mà ngài đang hướng thượng tới cái con đường đạo, và cái tâm tâm ngài đang hướng tới cái mục đích ngài thôi. Nên vì ngài đặt niềm tin nó quá trọn vẹn với bậc đạo sư và lời dạy của đạo sư, nên họ tu tập bằng niềm tin đó, thì nó dẫn tới cái hậu quả là họ không quan trọng vấn đề mà hình tướng như thế nào. Thì giống như mà chúng ta hiện tại chúng ta thấy cái ở trên thế giới này nó có một cái đạo gọi là IS đó, đúng không? Nó kêu nó ôm bom, nó kéo nhiều người mất, cùng là nó kêu cùng về với ai? Về với đấng Allah, đấng một đấng tối cao nào đó, để cùng sanh về thế giới nào đó nó thiện lành, cứu được bao nhiêu người, tốt bao nhiêu người. Nó có một cái niềm tin, nó chỉ sống, chỉ đặt vào niềm tin. Thì chính điều đó nó là một con dao hai lưỡi cực kỳ lớn. Nhưng đối với người học Phật á, đối với Đức Phật á, Đức Phật tuyên bố cái bài kinh Kalama á, các bạn phải tìm hiểu kỹ, là ngài là một bậc đạo sư giác ngộ, và ngài đã thành tựu trên con đường toàn giác, và đã làm lợi ích, và đã nhiều vị đã chứng thánh, và thời điểm đó đã nhiều vị vua và nhiều bà la môn lớn, nhiều bậc đạo sư thời đó đã nhiếp phục và đã làm đệ tử của ngài. Nhưng ngài vẫn đến với cái làng Kalama đó, và ngài cũng tiên rằng 10 điều chớ vội tin đó. Và ngài có một điều cực kỳ hay là ngài nói: chính lời những gì ta nói các ngươi cũng chớ vội tin, mà hãy thực hành đem tới sự an lạc giải thoát cho mình và hiện đời. Thì ngay đó quý vị mới đặt cái niềm tin trọn vẹn. Chính vì vậy nên khi mà sống với niềm tin đó, thì các bạn cũng không vội tin, chứ Đức Phật không bác cái niềm tin đó. Phải nên nhớ là khi chúng ta đặt niềm tin là một điều căn bản, và nó là một nhân duyên để sau chủ lại tất cả những thiện duyên khác. Nhưng chúng ta, Đức Phật vẫn phải luôn nhớ rằng là tất cả niềm tin chúng ta phải dựa vào giới định tuệ, để biết rằng là một bậc thầy đạo sư của mình có giữ giới, có giới, có định, có tuệ không, và một bậc đạo sư đó có đạo hạnh không, đời sống có phạm hạnh không. Mình nhìn vào bậc đạo sư đó và những lời ngài dạy là một điều, và nhìn những cái vị đạo sư đó, cái đời sống của họ có chánh hạnh không, và nhiều yếu tố để mình thấy rằng vì đạo sư đó là một vị mình tin vào họ, nhưng mà đời sống và phẩm hạnh và cuộc sống họ sống với mọi người như thế nào, nó đi đôi với họ, đi đôi với thực tại, và mình thấy rằng các yếu tố đó mình đủ để đặt niềm tin trọn vẹn và nương vị thầy đó trên con đường tu tập. Đó là một yếu tố để giúp cho vị đó thăng tiến trên con đường thực hành pháp và thực hành giáo lý, đang nương tựa vào một vị thầy đại diện cho tăng bảo. Thì chính cái điều đó là một điều mà chúng ta nói đang hiện tại. Nhưng đối với thời Đức Phật á, thì một người mà đã gặp Phật ra đời và đã sanh lại thời Phật, và nhiều người đã thành tựu nhờ Đức Thế Tôn rồi và đã thành tựu, thì họ đã đặt niềm tin trọn vẹn với một bậc vị Phật và toàn giác rồi á, thì cái niềm tin đó nó sanh ra một cái sự thù thắng kinh khủng lắm. Một cái gì đó nó kinh khủng là làm cho họ tu tập và thăng tiến cực kỳ tốt, và con đường đạo lý và thành tựu của họ nó rất dễ thâm nhập và thành tựu.
Nhưng tới thời bây giờ á, thì để có một bậc toàn giác, một bậc A-la-hán ra đời để bạn đặt niềm tin trọn vẹn, mình nhờ cái công đức niềm tin đó và nhờ cái năng lượng và cái sự tương quan liên kết đó để giúp bạn phá vỡ đi những cái sự u mê, gọi là sự vô minh và chấp ngã của mình, thì bây giờ rất là ít. Không? Và những vị hiện tại đã có năng lực và đã có sự thành tựu đó, các vị cũng chỉ âm thầm mà làm việc chứ chẳng dám lên tiếng, cũng chẳng dám tự đắc là ta đã thành tựu cái này, và chẳng có chỗ đắc, cũng chẳng chỗ thành tựu. Bởi vì thời gian giai đoạn này có vị thành tựu như thế nào thì cũng chẳng bao giờ tự xưng và chẳng bao giờ tự đắc một cái gì cả. Nhưng đối với một bậc toàn giác ra đời lúc đó, các vị có thành A-la-hán đi thì chỉ có Phật ấn chứng là vị đó đã thành tựu việc đó, việc đó, việc đó, thì các đệ tử mới công nhận và các vị đó mới nhiếp phục, gọi các vị A-la-hán đó là bậc trưởng lão. Thì thời đó thì Đức Thế Tôn thì các vị dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, dù bất cứ độ tuổi nào, khi đã ngộ đạo và thành tựu Đức Phật đã ấn chứng thì lúc đó các vị đó được xem là trưởng lão trong tăng đoàn. Vì vậy nên khi cái niềm tin của bạn toàn đang cần đến đó, là niềm tin bạn bây giờ chúng ta phải dựa vào một, đó là cái lời dạy của quý vị đó hợp với chân lý, hợp với kinh điển và hợp với nhiều vị thiện tri thức, nó đồng quan điểm số đông và nó đưa tới sự lợi lạc cho mình và cho số đông và cho mọi người. Thứ hai là cái người thầy đó mình muốn đặt niềm tin trọn vẹn thì xem phẩm hạnh và giới định tuệ vị đó thực hành nó có tương hỗ và đúng như cái tinh thần Phật dạy không, đúng như tinh thần giới định và tuệ học không, thì đó là cái yếu tố bạn phải cần nương và để nuôi lớn được cái nhân duyên thiện lành mình với Tam Bảo, với một cái thiện duyên bậc đại thiện trí thức của mình, với vị thầy của mình. Đấy là một yếu tố rất là quan trọng. Và trong cái cuộc đời này, khi mà bạn đã đủ cái sự tu tập đã đủ vững và cái trí tuệ giác của bạn đã đủ lớn và bạn hiểu được thâm nhập về chân lý và bản tướng của sự vật và hiện tượng, bản tướng của tứ đại, bản tướng của cuộc đời này, của thế gian này rồi á, bạn đứng trên được nhị nguyên rồi đó, bạn không bị vướng bởi đúng sai và chuyện gọi là cao thấp trong ngoài trên dưới nữa, bạn thấu hiểu được nó rồi, bạn đứng được trên nó rồi, lúc đó một vị đạo sư mà chỉ cho bạn được cái bản chất của thật tướng đó và bạn thực hành tới đỉnh cao đó rồi thì cái chuyện đó nó đạt ở một cái góc độ nhân duyên đó, chúng ta ít khi mà có thể mở bài cho người khác hiểu được, vì đó mỗi người tự hiểu. Nhưng với đại đa số quần chúng chúng ta thực hành mà để tìm một bậc đạo sư để có một niềm tin thì phải dựa vào một vị thầy đó phẩm hạnh và giới định tuệ người thực hành, và trên con đường niềm tin vẫn phải niềm tin là cốt lõi và phải dựa trên tinh thần bát chánh đạo và nhất là trên tinh thần chánh kiến. Chúng ta cũng phải luôn lấy cái tinh thần mà vị đó thực hành và chính bản thân mình cũng phải có cái chánh kiến của mình để mình nhìn và so sánh đối chứng mọi thứ nó logic và nó ổn, thì lúc đó chúng ta mới đặt niềm tin. Mà thầy nói thật là bữa Đức An Toàn đã hỏi trong cái quả dự liêu á, cái chỗ nghi á, cái chỗ mà bạn nhớ không, cái chỗ nghi á, chúng ta sống cuộc đời này nói thật chứ, một người mà để bỏ được nghi xuống á, thì người đã chọn niềm tin trọn vẹn rồi, mà đã trọn vẹn thì chẳng có nghi thì người đó cũng đã thành tựu được cái sơ quả mất rồi, bạn hiểu không? Nên chính nói đi nữa, bạn nói niềm tin đi nữa thì bạn tin, nhưng mà nửa tin nửa không tin vân vân, nhưng mà niềm tin nó có những sự nó có nhiều cái mà chúng ta sẽ thấy gọi là nhiệm màu trong cuộc sống này. Có những chúng ta đặt niềm tin vào một cũng như cuộc sống như các vị mà hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, cuộc đời họ có niềm tin vào mẹ, nhưng khi họ gặp nạn cái gì đó họ tới lúc họ niệm cái tự nhiên họ vượt qua được cái nạn đó, mà không biết là ai cứu họ, nhưng mà họ vượt qua cái nạn, có thể là sông suối hay gì đó hay là chuyện gì đó họ vượt qua được. Họ thấy cái điều đó nó nhiệm màu với họ, bởi vì họ có niềm tin trọn vẹn với một cái đấng tâm linh, một cái vị Bồ Tát, một cái vị Phật nào đó. Thì cái điều đó nó là nhân duyên của mỗi người. Chúng ta cũng không thể bác bỏ được, nhưng mà niềm tin là cái cốt lõi cuộc sống này, để chúng ta liên kết giữa con người với con người, giữa chính chúng ta. Bữa thầy nói là đức tin đó, niềm tin đó, nó có ba loại là tin chính mình, tin mọi người, các nhân duyên xung quanh và tin Pháp, cực kỳ quan trọng. Nên vì vậy niềm tin cực kỳ quan trọng, và tin như thế nào đó là một cái chúng ta cần phải có sự tư lương và cần một sự hiểu biết rõ ràng, rất là quan trọng trên con đường hiện đời mình chúng tu tập đời sống hạnh phúc an lạc và xây dựng đời sống bình yên hạnh phúc dài lâu và tương lai sau này nữa. Nó là một cái cốt lõi rất quan trọng, nên bạn Toàn hỏi chỗ này cũng rất là hay. Nói chung thì lời nghị cũng chia sẻ thêm với tinh thần thầy Tuấn Đức cũng chia sẻ rất là hay rồi. Không biết thì thầy Quảng An có mở bài thêm gì không? A Di Đà Phật. Kính mời thầy Quảng An.
Dạ thì câu hỏi này cũng cái hai thầy cũng đã chia sẻ rất là cụ thể và rõ ràng, cũng như là thời gian nó cũng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta dành những câu hỏi cho những các bạn khác để có những cái thêm những cái vấn đề mới cho chúng ta. Thế thì thấy chị Quỳnh Anh cũng có giơ tay, xin đặt câu hỏi, xin mời chị Quỳnh Anh. Dạ con cảm ơn thầy, nhưng mà lúc vừa rồi con thấy có chị gì đó nhắn tin trước con thôi, mời chị trước đi. Dạ không ạ, mình ưu tiên cho những người đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ. 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 Vậy con cảm ơn, con xin phép được được nói. Thì vừa rồi khi mà thầy nói về vấn đề về niềm tin á, thì con cũng đang thắc mắc về cái 10 nền tảng đức tin á. Thì trong đó thì con có đọc về cái niềm tin đó là thứ 4 là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển sách vở. Và cái niềm tin thứ 10 là Phật dạy là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhà truyền giáo đạo sư tuyên bố. Có nghĩa là Phật có thể là nói luôn cả chính bản thân mình. Thì cái điều đó con đã được thầy Lệ Nghị giải thích rồi, thì con thông suốt rồi, con cảm ơn. Nhưng mà mấy hôm nay khi con đọc á, thì con có một cái sự mâu thuẫn. Thì con xin phép con được hỏi, bởi vì con cũng nói thật là con cũng mới bước chân vào Phật Pháp được khoảng 2 tháng nay thôi. Thì vậy cho nên con có nhiều điều nó còn lúng túng, còn sơ suất. Thì nếu mà con hỏi có gì mà nó không phải thì xin thầy và các anh chị hoan hỷ. Dạ, con có đọc về về Phật giáo yếu lược. Thì trong đó thì mình con có nghe nói là nó là đức là gì Phật giáo không không hẳn nó là một tôn giáo. Đức Phật là một người chỉ cho mình là cái vấn đề về giác ngộ và về cái luật nhân quả trên đời này. Đức Phật không phải là vị vị thánh mà ban ơn hay là giáng họa, mà con người mình mà muốn sống được sống bình an thì mình gieo nhân lành, và mình nếu mà gieo nhân ác thì mình sẽ gặp những cái tai ương. Thì con hiểu những điều đó, nhưng khi mà con tiếp xúc với những cái chú, ví dụ như là chú Đại Bi, chú Dực Sư, và đặc biệt là khi con tiếp xúc với kinh Địa Tạng, thì con thấy là nó bị mâu thuẫn. Bởi vì ở trong kinh Địa Tạng là gần như là con thấy là có rất là nhiều điều mà chỉ cần mình phạm phải một cái lỗi nhỏ, một cái lỗi gì đó thôi, là mình bị giống như là mình sẽ bị rất là nhiều những cái tội nặng, thậm chí mà bị đọa vào đường ác. Mà trong khi đó những cái người họ làm rất là ác thôi, mà họ chỉ cần họ niệm Phật, hoặc là họ cúng dường, hoặc là họ có một cái chút công đức gì đó, thì họ lại được xóa sạch nghiệp và được sinh lên cõi trời. Thì con thấy hai cái điều đó nó mâu thuẫn với nhau. Nếu như vậy thì luật nhân quả nó nằm ở đâu ạ? Nếu như mà có một vị Phật hoặc là các vị Bồ Tát mà có thể gọi là gì ban ơn, và có thể gọi là gì tạm gọi là thôi con dùng cái con biết dùng từ gì thôi, chắc các thầy hiểu. Vậy thì cái luật nhân quả nó nằm ở đâu ạ? Bởi vì nếu như có sự sắp xếp thì nó sẽ khó mà công bằng lắm. Cái câu hỏi này chị nói trong Địa Tạng ấy, chỗ mà chị nói là cái vấn đề chị vướng mắc là ban ơn là như thế nào chứ nó chưa rõ. Dạ, ban ơn là ví dụ như con thấy là ở trong mẹ của ngài gì con quên mất con xin lỗi mẹ của ngài gì đó mà mẹ ngài mẹ khi mà mẹ mất á, thì mẹ bởi vì gây rất là nhiều những cái tội ác, cho nên nó ăn rất là nhiều con cá nhỏ hay như thế nào đó mà gây rất là nhiều tội ác. Nhưng mà sau đó thì nhờ bị sa vào ngục dữ, nhưng mà nhờ Đức Phật gọi là Đức Bồ Tát thì một thằng liên không phải một liên đâu đức gì đó mà mẹ của ngài Quang Mục. Dạ đúng rồi mẹ của ngài Quang Mục. Dạ thì nhờ ngài phát tâm cúng dường, rồi nhờ các cái sự gọi là sự hiệp ơn cầu nguyện của các sư mà mẹ của ngài được giải thoát lên cõi trời, và cả những người trong ngày hôm đó cũng đều được giải thoát lên cõi trời. Vậy thì
Ví dụ như con đặt câu hỏi là có thể là mẹ của Ngài Quang Mục được Ngài Quang Mục được sinh Ngài Quang Mục như vậy, thì có thể là mẹ được hưởng công đức của Ngài Quang Mục, thì mẹ được giải thoát khỏi cái những cái nẻo dữ đó. Còn những người khác họ làm được cái điều gì mà họ cũng được cái phước như vậy? Câu hỏi này thì chị hỏi rất là hay. Thật sự ra cái vấn đề này nhiều người hiểu, nếu mà không hiểu đúng đắn và sâu sắc á, tinh thần này á, thì sẽ hiểu một mé của vấn đề. Bởi vì chúng ta tìm rõ là Ngài vì lòng nhớ mẹ và thương tưởng mẹ và sợ mẹ, biết là hiện tại là mẹ tạo hai nghiệp, đó là do ăn lòi cá chạch và nhiều cá chạch con, và do phỉ báng Tam Bảo, và Ngài biết rằng người mẹ Ngài sẽ bị nghiệp này mà sanh vào ba đường ác. Nên khi vì thương nhớ mẹ mà Ngài phát tâm, Ngài làm tất cả các việc thiện và Ngài hướng tới vị Phật cái thời đó, và Ngài hướng và Ngài niệm tha thiết, và vì cái lòng thành của Ngài và Ngài bố thí cúng dường tạo tượng và tất cả những gì mà Ngài có thể tay bồi và làm điều thiện được với một lòng mà gọi là chí thành, mà gọi là trọn vẹn đó, thì lúc đó Ngài cảm ứng được một bậc đạo sư, một vị A-la-hán hiện đời đã đến và nhắc nhở thì con hãy về đi. Và trong một giấc ngủ á, thì nhờ cái công đức và do cái nhân duyên và vị đó phát nguyện thì được xuống thăm người mẹ và thấy cảnh khổ của người mẹ vân vân, và sau đó quý vị đó về tha thiết và nghe lời các vị đó và thỉnh tăng và làm tất cả công đức, bán tài sản, bác tất cả của cải, và Ngài còn phát cái đại nguyện, nhất là cái đại nguyện mà khi mà một con người sống cuộc đời này, khi mà họ đã đủ ba la mật và họ đã đủ cái tình thương á, và họ cảm được nỗi khổ của chúng sanh một cái cuộc đời này rồi đó, và họ đã buông xả hết mọi thứ xuống, thì họ phát một cái đại nguyện đó, nó sẽ chấn động, và cái ngay chỗ đại nguyện đó thì ba cõi chứng minh và chư Phật ba đời chứng minh, và ngay hiện thời đó nó sinh ra cái sự ba la mật, bởi vì tâm lượng đó nó vô hạn và cái năng công đức đó nó vô hạn, nó đã có một sự tác động liên kết giữa cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy khi Ngài làm tất cả những việc lành, việc thiện với một cái tâm ba la mật và cái tâm vô hạn như vậy, không đối đãi, không chấp trước, không nghi hoặc, và Ngài làm trọn vẹn với một cái sự thành tựu như vậy, thì ngay đó còn là ba yếu tố, cái vật phẩm cúng dường nó như pháp, và cái tâm thành người thí như pháp, và cái người nhận ở thời đó có một bậc A-la-hán nhận như pháp, và ba cái điều này nó thành tựu được, làm cho cái công đức viên mãn mà hồi hướng cho người mẹ đó nhanh thoát khỏi địa ngục. Và tại sao những người ở địa ngục thời đó gần được người mẹ và nhân duyên được cũng thoát theo? Bởi vì sao? Bởi vì trong đó quý vị không nói đó là nhân duyên của những người đó như thế nào, nhưng tài tin chắc rằng là ở cuộc đời này chúng ta không phải có một người cha và người mẹ ở hiện đời, mà người cha người mẹ chúng ta trong vô lượng kiếp nó rất rất là nhiều. Và Đức Phật mới nói trong kinh Vu Lan, một cái núi xương thì trong đây có người cha và mẹ ta, người nam là mẹ ta, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta trong nhiều đời vô lượng kiếp. Nên khi mà thấy đống xương khô, Ngài liền đảnh lễ lại ba lạy. Đó là Ngài sống, Ngài thấy rõ được một cái chủ nhân duyên cuộc đời này. Lúc Ngài từ cái tiếng hóa con thấp nhất, có thể là con côn trùng, con dế, con dung, con gì đó, cũng có những người cha, người mẹ trong thời điểm đó, nhân duyên tạo ta ra, một nhân duyên mà luân hồi sanh tử trong vô lượng kiếp thì chúng ta không thể biết hết được. Thì cái nhân duyên mà công đức nó thù thắng đó, không chỉ một người mẹ được thoát khỏi cảnh khổ, mà trong cái chuỗi đó rất rất là nhiều nhân duyên của chính vị đó trong nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ ba thời, nó cũng được thoát khổ. Vì cái ba la mật và công đức đó nó đủ năng lượng và đủ dung chứa được rất rất nhiều cái, và nó làm nơi đó và ba cõi được chấn động. Và nên nhớ một người mà phát đại nguyện và nó đã có đủ công đức ba la mật và đã có một vị thánh chứng minh, đã có một vị, thì nó đã chấn động, nó làm cho lợi ích cho cái cuộc đời này, nó rất là tuyệt vời. Và bạn khi mà chị đọc trong cái tinh thần của câu chuyện của một của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, và cái thời mà có hai vị vua, một vị vua ta sẽ thành Phật rồi ta mới độ chúng sanh, một vị vua Địa Tạng, Ngài phát nguyện mà khi nào chúng sanh độ tận hết, tất cả chúng sanh nó thành Phật rồi, Ngài mới thành Phật. Bạn thấy không, cái tâm lượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nghĩa là có thể các vị đó thành Phật thành đủ hết rồi, nhưng Ngài phải, thì cái nguyện lực đó và cái niệm đó bạn mới nghĩ rằng nó như thế nào. Mà tại sao tới vì hiện tại bây giờ hỏi Ngài Địa Tạng đã thành Phật chưa, và Ngài có còn ở đó không? Thật sự ra đó là một niềm tin. Nhưng đối với một tinh thần đại thừa, nếu mà nhìn sâu hơn
thì nó là độ tặng chúng sanh mới phương chứng bồ đề. Có nghĩa là một con người á, thì chúng ta nhìn hình tướng là có thái độ bên ngoài, nhưng đối với Phật pháp mà những các bậc tổ sư á, các vị nhìn thấy được cái lý bên trong á, đó là khi chúng ta độ tặng những cái tham sân si, những cái hỷ nộ ái ố, những cái sự gọi là phiền não tật sang cuốn xỉm hại kêu, những cái gọi là ngã mạn nghi tà kiến bi kiến kiến thủ giới cấm thủ trong thập sự, thì khi một con người chúng ta độ hết tất cả những phiền não, những cái điều mà chướng ngăn chưa đường đạo, thì chúng ta đã độ tặng nó, thì ngay cái đó chúng ta thành tựu bồ đề. Thì nó còn một cái lý, đó là tự thân khi chúng ta độ được trọn vẹn, thì ngay đó chúng ta thành tựu. Vì chính một hình tướng của một hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, để thấy rằng là Ngài từ bi, Ngài thương xót, muốn độ tặng chúng sanh, Ngài chứng bồ đề, để mà thấy được cái tục đế. Các bạn nhìn vào cái tục đế là cái hiện tướng như vậy, nhưng khi chúng ta nhìn vào chân đế, đó là muốn chỉ cho một con người hãy chuyển hóa tất cả những phiền não tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ. Khi chúng ta chuyển hóa nó và đã trở về với cái thể tánh thanh tịnh và trọn vẹn như chân lý nó hiển bày, thì ngay đó chúng ta độ tặng được chính gọi là gì, những cái sự phiền não rơi rụng không còn nữa, thì chúng ta đạt được quả A La Hán hay là đạt được sự vô sanh. Thì ngay đó chúng ta thành tựu được cái con đường thánh đạo trọn vẹn. Vì vậy nên khi chúng ta học, khi chúng ta đọc kinh Địa Tạng, chúng ta mới thấy được cái công đức cúng dường và công đức mà người thọ nhận pháp đó, và cái tâm lượng của cái người phát tâm đó nó đúng như pháp không, và cái sự thật tâm đó nó rất là nhiều, rất là quan trọng. Nên trong cuộc sống này á, lệ nghị cũng là người đã trải qua và cũng đã có những cái gian khổ, cũng có những cái thử thách của những bậc thiện trí thức. Quý vị cũng chính bản thân Lệ Nghị là một người đi tu cũng phải phát tâm làm những việc đó, nhưng mà quý vị vẫn thử thách con mình có dám làm không, mình có thật tâm không. Bởi vì khi mà những việc mà nó quá hạn của mình đó, thì sao quý vị mới nói việc gì mình cần á thì mình kiếm cách, mà việc gì á mình không cần á thì mình có vô vàn lý do để mình từ chối. Nhưng khi mà việc mình cần lúc mình than quý vị muốn giúp mình, nhưng quý vị thử thách mình xíu thì mình thối tâm là bỏ nó xuống. Thì ngay khi đó mình đoạn duyên và mình chẳng có thể làm được cái gì hết. Nhưng khi mình đã dám chơi và mình dám trải nghiệm và dám làm hết tất cả, thì thật sự qua những một quá trình mình trải nghiệm thì mình đáng là nó mất tài sản đi. Nhưng mà khi đó thì sao? Mình đã thành tựu được những cái điều mình muốn, và những cái điều mình cần có nó đã có. Và mình có nghĩa là mình dám cho, thì lúc đó mình mới dám nhận được. Thì lúc đó Lệ Nghị mới cảm nhận được là cuộc đời này vốn dĩ có nhiều cái chúng ta sống, chúng ta luôn sợ hãi và luôn an toàn và luôn nghi. Cái nghi đó nó cũng gây trở ngại cho mình. Và cái gì mình đặt quá nặng về vật chất, quá nặng về những sự trao đổi được mất, thì chúng ta làm trở ngại đi cái con đường của mình cũng rất nhiều bài học. Và cái trí tuệ của mình nó cũng bị hạn hẹp lại, bởi vì cái tâm lo sợ và ngăn che đó nó cũng làm cho mình ngăn chặn lại, không phát huy được cái nhìn thấu hiểu và chiều sâu và chiều rộng của vấn đề. Chính vì vậy nên khi mà đi con đường nào đấy, không phải là người cư sĩ không, các vị Phật tử không bị thử thách vân vân trong cuộc sống vân vân, nhưng chính Lệ Nghị trải nghiệm là rất là nhiều cái thử thách, nhưng Lệ Nghị vẫn thấy hạnh phúc khi mà mình làm được những điều đó. Mình nhìn lại là tới bây giờ mình tuy là chẳng có gì, nhưng mà mình lại thấy mình rất rất là bình an, rất là hạnh phúc, và mình có thể có nhiều điều mà mình thấy rằng mình may mắn hơn rất rất nhiều điều. Đó là cái sự trải nghiệm thật của Lệ Nghị khi đến tu tập tới ngày hôm nay, và có nhiều cái sự trải nghiệm mà có thể bỏ tiền bạc không thể mua được. Và mình thấy rằng là mình may mắn khi mình thực hành, nếu đúng như tinh thần mà Đức trong kinh Địa Tạng như Ngài Mục Liên Thanh Đề, thì Ngài Quang Mục á, như Quang Mục á, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì bạn sẽ hiểu được nó có một cái sự tuyệt vời lắm. Nếu mà cái sự thành tựu của bạn, lúc đó bạn sẽ thấy được chính bản thân bạn có một cái tầm nhìn khác, một cái tâm từ bi, một cái tâm thái, một cái nhiều sao, nó sẽ khác hoàn toàn đi. Cái tâm thức của bạn phát triển, tuệ giác và trí tuệ bạn học nó cực kỳ nhanh, và nhìn mọi thứ đó, nó thấu đáo cực kỳ tốt. Đó là gọi là tâm lượng. Chúng ta nhìn vào Phật đó là tâm lượng, mà tâm lượng chẳng thể đo lường được, mà nó là do thực hành và do sự cảm nhận và sự sống và tự tin vào chính mình, và tự tin vào vạn vật vũ trụ này, tự tin vào giữa con người với con người, và tự tin vào cái nhân quả, vào điều đó, tự tin vào chân lý và nhân quả nó vận hành. Thì lúc đó cái tâm lượng bạn nó rộng lớn cỡ nào thì bạn sẽ thấu hiểu cái vũ trụ thế giới này nó rộng lớn thế đó. Bởi vì điều đó nên khi mà bạn hỏi đức tin như này, nãy toàn hỏi về đức tin đó, thì vì là ngày sống nhiều lúc rất là lý trí,
nhưng nhiều lúc cũng phải trải nghiệm, hãy trải nghiệm, hãy bỏ xuống mọi sự đúng sai xuống và mình hãy trải nghiệm. Nếu như nó đủ duyên, đúng như vậy đó, như thật, như lý thì các ý thì mình thấy ok, hạnh phúc. Nếu như không, nó cũng là một bài học. Nó đâu có mất gì đâu, cuộc đời này cũng đâu có chết chóc ai đâu. Có những cái chúng ta có quyền được trải nghiệm, đúng không? Nhưng cơ hội chúng ta chỉ đến một lần, nhưng khi chúng ta bỏ qua rồi, nó mất cơ hội thì nối tiếp và hối hận sau đó chúng ta lại dằn vặt. Cái chuyện đó chúng ta thường bị xảy ra. Nhưng đối với Lệ Nghị thì tới bây giờ thì chúng ta hạn chế, có nghĩa là những việc gì làm được, làm hết mình rồi mà nó không được nữa thì mình vui vẻ. Bởi vì được mất hay nó bị như thế nào đó mình vẫn vui vẻ, bởi vì mình làm hết bằng cái sự khả năng và tâm lượng mình có thể rồi. Thì mình đang cái việc đó có chuyện như thế nào đi nữa mình cũng vui vẻ, mình chấp nhận được. Đó là cái sự sống, cái sự tu tập và cái sự trải nghiệm của Lệ Nghị là theo cái cách như vậy. Còn nhiều bạn thì có dám hay không và có dám trải nghiệm thực hành nó không, vì họ còn nhiều yếu tố ràng buộc, gia đình nhiều vấn đề lắm, mình cũng không thể bắt mọi người làm theo cái của mình được. Nhưng đó là cái sự chia sẻ về góc độ của Lệ Nghị đến với chị. Tiếp theo thì cũng mời quý thầy cũng hay các bạn có những cái gì hay có thể chia sẻ chung với chị. Chị muốn hỏi thêm à? Dạ con muốn vẫn tiếp tục với chủ đề này. Bởi vì khi mà con có một cái vấn đề thì ví dụ như nếu mà con không thông suốt được á, là có một cái là con không có đi tiếp được. Con không đi tiếp được, có nghĩa ví dụ như con đọc tới đó mà con xảy ra cái vấn đề con suy nghĩ, thì nếu như con không giải được thì con không đi tiếp được cái bài kinh tiếp theo. Bởi vì giống như là mình bị vướng ngay đó thì cái tâm trí mình nó sẽ đi theo đó. Con vướng ngay đó là bởi vì là con vẫn tiếp tục nói về kinh Địa Tạng. Có nghĩa là trong kinh con đọc là chỉ cần khi mà cho dù người đó có bao nhiêu tội lỗi đi nữa, cho dù có bị sa vào đường ác, nhưng mà chỉ cần ngay cái giây phút đó nghĩ về Ngài Địa Tạng, cho dù chỉ bằng phải một cái móng tay, hoặc là ai đó đắp tượng Ngài, hoặc là truyền bá kinh tụng của Ngài, thì cho dù bao nhiêu những cái tội lỗi, tội nghiệp bao nhiêu thì cũng sẽ được xóa sạch. Nếu như mà mình nói như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý là Phật tử của mình sẽ không còn sợ nhân quả nữa, sẽ không tin vào nhân quả nữa, mà tin vào một đấng mà có thể ban phước giáng họa. Và khi đó thì họ cứ vô tư họ làm, và rồi sau đó họ lại chạy đến chùa sám hối, in tống kinh sách, rồi cúng dường đắp tượng Phật, rồi như thế cứ sống an nhàn. Thì và không chịu tìm hiểu, đọc thêm những cái giáo lý khác của Phật, và lúc nào trong tay lúc nào cũng chỉ có một cuốn kinh Địa Tạng, và làm tất cả những cái gì mà trong kinh Địa Tạng dạy mà không chịu đọc giáo lý khác của Phật, không chịu làm những cái việc khác, ví dụ như là hành thiện hay là gì đó, thì con không biết rồi cuối cùng là những vị mà làm đúng như cái lời kinh Địa Tạng đó thì có được cứu vớt, có được phước báu giống như thực sự trong kinh nói hay không, hay là vẫn theo như luật nhân quả mà Đức Phật dạy? Câu hỏi của chị Quỳnh Anh rất là hay. Bởi vì cái trường hợp này á, bạn nhớ rằng là khi một người mà thực hành về cái bổ nguyện của Địa Tạng, khi đã đọc quyển Địa Tạng và lấy Địa Tạng là phương châm để thực hành pháp, thì phải thực hành cái bổ nguyện của Ngài Địa Tạng là chọn tâm hạnh và con người, con đường, chứ không chỉ trích một cái đoạn đó. Khi một con người chỉ trích ra một cái đoạn, có nghĩa là biện luận cho cái gọi là cái dở của mình đó, cho những cái chuyện mình đã làm đã sai lầm của mình đó, để lấy đó để mà che đi những cái nỗi khổ mình đau, mình không thể che được, bởi vì sự thật nhân quả luôn hiện bày. Và khi một người đã hướng thiện một cái tâm niệm đó, vì một chị nên nhớ một cái điều như thế này nè, kinh Đại Thừa ra đời nó gọi là phương tiện, kinh Địa Tạng nó cũng là một bộ kinh gọi là bất liệu nghĩa. Hôm bữa thầy nói liệu nghĩa, nó là một kinh bất liệu nghĩa, có nghĩa là kinh chưa có giải tỏa, con đi sâu về chân lý, nhưng nó là phương tiện để người ta có được cái sự cứu cánh để dần đạt được gần với chân lý. Thứ nhất, khi một con người làm ác ở cuộc đời mà khi cuối đời của họ, họ đọc được bộ kinh, họ hiểu được tội lỗi địa ngục, hiểu được các sáu cõi như vậy, hiểu được cảnh như vậy, và họ bừng vỡ, họ buông những cái niệm chấp, và họ muốn tha thiết tìm một con đường để thoát khổ, bởi vì họ sợ và tâm tàm quỷ sanh ra, chỉ hiểu rằng là họ cần cái gì để giải thoát. Nếu như y luật
thì họ sẽ đọa địa ngục. Nếu như y vào nhân quả và phán đoán của nhiều người đó là tạo nhân nào quả nấy, họ sẽ đọa địa ngục. Vậy thì cuộc đời của họ, họ biết họ đọa địa ngục rồi thì họ không còn có đường nào thoát nữa, thì họ sẽ lấy gì để họ cầu tiến nữa. Chính vì vậy nên khi bộ kinh Địa Tạng ra để tạo một phương tiện để người ta nuôi lớn cái lòng thiện, nuôi lớn cái tâm thiện và họ cầu tiến, họ muốn thoát khỏi một chủng tử giác ngộ, một chủng tử thiện lành đó, nó có thể bừng sáng đi và phá vỡ đi vàng vô minh. Giống như một ngọn đèn, một đèn sáng ở trong vùng tối vậy, tuy nó chỉ là một ngọn đèn nhưng nó có thể phá tan đi bóng tối. Vì vậy nên một nhân duyên, một chủng bồ đề, họ phát khởi được, họ phát nguyện được, họ phát tâm được, từ đó là một chủng tử để họ cái chuỗi, họ chuyển hóa những cái chuỗi mắc xích xấu kia. Dù họ có đọa địa ngục, họ có đọa ngạ quỷ súc sanh đi, nhưng nhờ cái niềm thiện nó, nhờ cái công đức họ niềm tin sâu vào Địa Tạng, công đức thiện duyên đó, nó có thể giúp cho họ sớm vượt qua những cái khổ nạn, sớm vượt qua cái sự luân hồi sanh tử kia, để họ tiến sâu về Phật Pháp, họ đi trên đường giác ngộ. Bởi vì một con người mà đã chịu khổ, đã thọ khổ, đã đang sống với khổ mà họ sống quá nhiều đi, thì họ tiếp xúc với họ, họ rất dễ vượt qua, họ bỏ xuống cái khổ rất là dễ. Nhưng khi một con người sống sung sướng, hạnh phúc, khi một lần gì đó hụt hẫng hay đau tay hay là khổ đau gì đó, họ rất là lâu để vượt qua được, chấp nhận nó. Vì hiểu cảm nhận nó không? Giống như người nói là nhà nghèo đứt ruột như nhà giàu, như gì? Ở nhà giàu mà đứt tay. Đứt tay. Đó, người ta ví như vậy. Có nghĩa là cái khổ của nhà giàu á, nó có chút xíu thôi mà nó to vĩ đại như mà nhà nghèo nó đứt ruột. Thì vì vậy nên khi mà một con người mà thọ khổ nhiều mà họ đã có tâm bừng ngộ và có một niềm tin để cứu vớt, có nghĩa là phương tiện thôi, nhưng mà tin chắc rằng là chủng tử nhân duyên nó sẽ giúp cho họ vượt qua. Mới nói là trong nhà Phật kinh Đại Thừa mới nói là gì, kinh á, trong luật á là cấm mà trong kinh á thì khai. Trong luật là nói sao làm vậy, nên khi mà quý thầy dạy luật á, quý thầy không có khai cái gì hết, luật dạy sao là làm vậy. Nhưng mà trong kinh đó, nó lại phương tiện, nó lại có những cái đoạn để nói là nguyện, hành nguyện A-di-đà, dược sư, hành nguyện Quan Âm, hành nguyện Điện, nó khai ra để chúng ta khi chúng ta lỡ phạm vào đó mà chúng ta sám hối ăn năn quay, chúng ta niềm tin, vẫn còn niềm tin để nuôi dưỡng cái lòng từ và thiện duyên. Vì vậy nên đạo Phật là một cái đạo nó rất là minh triết, nó rất là trí tuệ và nó không có bị rập khuôn khi con người ta hiểu nông cạn là chúng ta học đâu, gọi là học đâu mà chúng rập khuôn đó là chết. Nhân quả mà cứ đến hù dọa là chết. Mà chúng ta phải hiểu rằng là nhân và duyên quả, khi một nhân tạo ra mà chưa đủ duyên thì chưa ra quả. Chị đồng ý không? Khi một nhân phải còn đủ duyên nó mới ra quả. Chúng ta trồng bất cứ cái gì cũng vậy, khi chưa đủ duyên nó sắp ra quả rồi, nhưng mà nó đùng một cơn bão qua, nó lật một cái là hết là hết. Đúng không? Đừng nói gì sắp thu hoạch đó, một cơn lúa, một cơn mưa, một cơn bão qua, nó lật một phát là tan nát hết. Vì vậy nó chưa đủ duyên để ra quả thì chuyện đó sớm hay muộn. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái quy luật nhân duyên quả rồi thì Đức Phật mới nói người đó còn sống thì còn chuyển nghiệp được, nhưng khi người ta chết rồi thì vẫn theo định nghiệp mà đi, theo nghiệp mà đi. Vì vậy nên một điều tối quan trọng trong tinh thần của Tịnh Độ, trong kinh Đức Phật mới nói thế này, làm sao một người chết gần sắp chết lâm chung á mà niệm được 10 danh hiệu Phật mà không bị loạn thì người đó chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương. Cần tử nghiệp đó, làm sao mà niệm nổi được. Thực sự là lúc đó nó đau, nó khổ, nó hành 100.000 thứ ám ảnh, niệm một niệm nó đã khó, đừng nói niệm 10 niệm mà không lọt. Nó thật, khi mà một người đứng ở thấy chứng kiến được nhiều người chết đó, sau cái chết đó, họ hoảng loạn kinh khủng lắm. Họ run sợ bởi vì mơ hồ phía sau cái chết đó là gì. Nó làm cho con người ta bất an và mơ hồ, là cái sự mơ hồ đó. Người nên thành ra khi một người mà đủ định lực và đủ sự điềm tĩnh, bình an mà trước khi chết niệm được 10 tiếng mà không có loạn đó thì chắc chắn sanh về Tây Phương. Điều đó là nếu mà làm được thì đương nhiên là người đó đã có định lực, có giới định tuệ và người đó đã có được cái thiện duyên cực kỳ lớn. Họ mới trước ngay khi cận tử nghiệp họ mới tự tại làm được điều đó. Chị hiểu không? Có nghĩa là kinh Địa Tạng nó, kinh Đại Thừa hay là nó rất là phương tiện và nó rất là giúp con người ta, có nghĩa là cũng cầu tiến để thay đổi bản thân mình được giây phút nào hay đó, được nhân duyên nào hay giây duyên đó. Bởi vì nó là một yếu tố để giúp con người ta thay đổi. Bởi vì cuộc sống này á, khi chúng ta quán chiếu sâu nha, chúng ta làm người, lỡ chúng ta tạo ác, đời này chúng ta không tu đi, chúng ta tạo ác đi, chúng ta sống vô bờ bến đi, chúng ta đọa
xuống ba cõi khổ. Khi đọ đã rồi chúng ta lại tái sanh lên, đúng không? Chúng ta tái sanh lên, nếu chúng ta không tu thì chúng ta tiếp tục đọ. Và chúng ta cứ mãi như vậy thì khi nào chúng ta, khi nào nó khổ cạn cam lai luôn rồi đó, thì lúc đó chúng ta cũng phải tu thôi, thì tu trước hay tu muộn. Có nghĩa là bây giờ chúng ta không tu, chúng ta nói chúng ta xa đọ, chúng ta thoải mái đi, nhưng rồi chúng ta cũng phải tu, đi mãi đi xuống là cũng phải tu, mới thăng tiến lên. Bởi vì sự cầu tiến đó, chúng ta là quy luật. Nếu chúng ta không tiến lên thì đi tiến xuống. Thì người mà đã tiến lên được rồi á, những người mà tiến xuống thì mai mốt người ta đi tới đâu rồi người ta còn chập chững ở dưới đâu gì đó. Quy luật thì chúng ta quán chiếu rằng là à, cuộc đời này chúng ta không tu thì chúng ta bỏ mặc nó đi vô, thì chắc chắn rằng là đời sau chúng ta tiếp tục cũng phải đi lại thôi, kiểu gì cũng phải đi lại trên con đường cầu tiến để con đường nhân thừa và tới thiên thừa rồi tới thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Vì vậy nên tất cả những thiện pháp chúng ta phát sinh được là điều đó rất tốt. Nên kinh Địa Tạng là kinh phương tiện để khơi dậy những cái chủng tử thiện lành, để những cái thiện duyên. Còn nhân quả nó luôn hiển bày, nó là tam muội chẳng thể phi được, hiểu không? Nên mọi người là kinh Địa Tạng là kinh bất liệu nghĩa. Nên vì vậy nên tinh thần Nam Truyền á, họ luôn dùng cái đó họ đả kích. Nó là kinh Địa Tạng, kinh Đại Thừa là mê tín, kinh Đại Thừa là thế này thế kia, nó không có làm cho con người ta mơ hồ, làm người ta đặt niềm tin sai lầm vân vân. Đúng là nhiều người ngộ nhận và chấp vào đó, ôm cái đó để biện luận cho những cái dở sai của mình. Nhưng nó cũng là một cơ hội cho họ tạo được nhiều thiện duyên thiện pháp. Bởi vì nếu họ không có gì để bám víu nữa thì họ sa đọ luôn. Họ không có gì để bám víu vào để họ tăng trưởng các thiện pháp của họ để vượt khổ. Chị hiểu cảnh không? Chị hiểu đặt vào người khổ đó, và chính mình người khổ đó, và chính mình gỡ sai lầm gì đó, mình cũng mong cầu có người cứu vớt, cũng mong cầu có một cái gì đó để an ủi, để chia sẻ, để mở bày, để mình vơi đi, để mình vượt qua. Thì kinh tinh thần Đại Thừa nó gần gũi và nó giúp cho nhiều cái căn tánh gọi là nhân duyên như vậy, nó có lợi lạc như vậy. Chứ ở đây, chứ có vấn đề đó nó không thể giải quyết cho người đó giải thoát hay là chứng thánh hay gì đó. Nhưng nó là chủng tử, nó là một cái nhân duyên để khơi dậy được nhiều thiện duyên khác. Và một cái điều quan trọng như thế này nữa, thầy luôn nhắc mọi người là một người mà làm ác nhiều quá, khi họ hướng thiện á thì họ cực thiện. Nhưng một người mà làm thiện nhiều á thì dễ rớt vào con đường ác, dễ sai lầm vào con đường ác. Mà khi họ đã từ từ thiện mà xuống ác á, họ khó đổi vô cùng, họ khó thay đổi vô cùng. Họ khó thay đổi và vô cùng bản thân họ. Nhưng một người mà đã rơi từ cảnh khổ mà lên đó, họ làm thiện đó, họ thật tâm họ làm đó, cái tâm họ vững chãi kinh khủng đó. Đấy, nên cuộc sống này chúng ta thấy cái gì nó cũng có hai mặt cả. Nên chúng ta hãy nhìn thấu đáo, nhìn trọn vẹn thì chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ thương. Từng bài kinh, từng góc độ, từng giá trị. Chứ đừng vội mọi thứ chúng ta áp đặt, nó phải liệu nghĩa hết. Kinh nó có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Chị hiểu không? Chị đã đọc những bộ kinh, à, Đức Phật chỉ liệu nghĩa rồi, chỉ rõ rồi, mà đọc kinh đây nó phương tiện là chỉ biết rằng kinh này là kinh bất liệu nghĩa, để cho những căn tánh căn cơ, những người bình thường, người dân vân vân được gần gũi thiện duyên với Phật pháp. Chúng ta phải hoan hỷ rằng là cũng có những cái điều mà diệu ý của chư tổ đưa ra để giúp cho nhiều người khác, nhưng đừng lợi dụng vào đó mà làm cho ta mê tín cuồng tín rồi đánh đổ ra nhiều cái nó sai lầm. Chị đồng ý không? Dạ. Vậy thì theo như cái con có thể hiểu cái tóm tắt của cái lời giải thích của thầy, có nghĩa là đối với những người mà họ có nghĩa là họ lúc đó họ làm nhiều cái việc nó tạo ra cái nghiệp ác, nhưng mà ở những cái giây phút cuối đời họ biết họ sám hối, họ thực tâm sám hối, thì lúc đó thì Ngài Địa Tạng giống như là một vị Bồ Tát sẽ cứu vớt cuộc đời họ. Dạ không, đúng không, không có Bồ Tát, Bồ Tát cứu vớt hết. Chính bản thân họ cứu vớt họ, chính lương tâm của họ cứu vớt họ, chính chánh kiến trong Phật tánh trong người họ cứu vớt họ. Mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người đều có sự giác ngộ, mỗi người đều có sự bình đẳng cả. Nhưng nó chỉ là hình ảnh phương tiện để họ nương vào đó đặt niềm tin thôi. Chứ không có một vị Bồ Tát nào mà đứng ra cứu vớt những điều đó. Nhưng mà chính những chủng tử nhân duyên đó, họ thiện lành đó, nó kết duyên với gì? Với những cái năng lượng, với những nhân duyên tốt đẹp đó, để giúp cho họ tương hộ, họ vượt qua khó khăn trong tương lai, trong những cái nhân duyên sắp tới của họ, nó trơn tru và nó dễ vượt qua hơn. Chị hiểu không? Chứ thật sự ra một vị Bồ Tát, một vị Phật vốn dĩ nó chẳng có hình, chẳng có tướng. Để định nghĩa Phật là gì? Phật vốn dĩ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phật vốn dĩ nó chẳng ở nơi hình tướng mà gọi là Phật. Phật vốn dĩ, Phật bây giờ và Phật hiện tại đó, Ngài cũng nói là
hoặc đó chỉ là ngài chỉ là thị hiện thôi, người ta nói chỉ là thị hiện nhân duyên cuộc đời này, mượn cái tấm thân này mà để nói đạo, để truyền đạt chân lý thôi, chứ Phật mà còn thân, Phật còn khổ đau phiền não thì nó không phải là Phật, phải không? Phật mà có chết có sống thì cũng phải là Phật đó. Nhiều người ngộ nhận Phật có chết có sống đó. Phật chết rồi đó, nhiều người hơi Phật chết rồi đó, nhiều người nó không chịu, nó Phật nhập niết bàn, Phật không nhập niết bàn, Phật chưa chết và còn sống. Nói chung là về Phật thôi, nhiều người đã hiểu mơ hồ với cái tầm mà khi con người ta chưa hiểu lời đúng với tinh thần mà Phật dạy, hiểu giáo lý, nói tới Phật thôi là nó cãi lộn rồi đấy. Nên thành ra nhân hiểu đúng là Phật chẳng có chết sống à, Phật chẳng có chỗ chết cũng chẳng có chỗ sống, Phật đã hiển bày nó trọn vẹn rồi đấy. Rồi không biết rồi, là... dạ, cái này này, cảm ơn thầy. Cái vấn đề kinh Địa Tạng này á, kéo dài quá mà chúng ta không giải quyết được vấn đề. Bây giờ xin hỏi chị thế này á, là một ngày chị sống bình thường như thế ha, thì cái tâm thức của chị á, vui có không? Có vui không ạ? Dạ, có. Buồn có không? Thỉnh thoảng cũng có. Rồi đôi khi có sân hận không? Tức bực tức ai không? Gần đây là gần như là không. Nhưng mà thậm chí là trong cái cuộc sống của chị nên là nó, những cái tâm lý này luôn luôn nó phát khởi không ạ? Nói chung là từ khi con đọc về Phật pháp là cái tâm sân hận của con nó giảm rất nhiều. Tất nhiên là không bực ai. Rồi, có nghĩa là có trong con người của chị là tâm tham có, tâm sân có, tâm si có, tất cả các mọi thứ về tích cực có và tiêu cực có, tâm thiện cũng có, tâm thương người, tâm từ bi cũng có, đúng không? Tất nhiên là trong cuộc sống của chị đó luôn luôn có, và chỉ tùy cái hoàn cảnh mà nó hiện bày ra thôi. Thì á, chúng ta nên hiểu cái này, kinh Địa Tạng á là cái kinh nói về cõi tâm. Kinh nói về cõi tâm, như chúng ta ngày trình bày là kinh Bất Liễu Nghĩa, thì á, cái mục đích của kinh bài kinh Địa Tạng đưa ra là kinh hướng và dạy về con người, về cõi tâm của mình. Thì á, mình dịch cho cái từ Địa Tạng là địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Thì cái chúng ta hình dung thế này, cái mảnh đất á, khi mà mình đổ cái nước sạch lên á, đất nó vẫn dung chứa. Khi mình đổ cái nước dơ lên á, đất nó vẫn dung chứa. Thì dạ, nó biểu tượng cho cái tâm dạ của mình đó. Để con An nói xong rồi nè. Dạ. Để cái tâm của mình dạ, nó dạ cũng... không dạ không. Dạ không, con xin lỗi, do con cảm thấy hơi mệt á. Con cảm thấy con hơi mệt trong người á. Dạ, nói chung là bữa giờ con đang bệnh, con đang uống thuốc đó, con hơi mệt trong người. Vì vậy cho nên là con xin phép thầy vẫn giải thích cho các thầy và các bạn đồng tu ở đây cùng nghe. Con xin phép con sẽ nghe cái phần giải thích của thầy vào sáng hôm sau khi thầy up lên YouTube. Còn bây giờ con xin phép con được thoát lớp. Bây giờ thế này rằng là cái cõi tâm của mình á, thì cái Địa Tạng, á, là địa là dày chắc, tạng là chứa đủ, thì nó tượng trưng cho cái mảnh đất tâm của mình. Thì trong đó cái thanh tịnh nó vẫn dung chứa và cái nhơ ế nó vẫn dung chứa, cái biểu trưng cho cái tâm của mình như vậy. Thì khi á, mà mình tụng được kinh Địa Tạng á, chúng ta có những cái đoạn á, là nói về là dạy hướng con người làm thiện, cái điều này á, là không tốt, nếu như làm sẽ gọi địa ngục. Như vấn đề chị vừa trình bày á, là chỉ cần khi mà một niệm, là khi mà lâm chung chỉ cần niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát xuống địa ngục rồi, thì ngài cũng là dùng thần thông để cứu vớt người đó ra. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hay nghe tụng cái bài kinh á, gồm cái đoạn mà là bài bốn câu kể rằng là tội từ tâm khởi đem tâm xám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, như thế mới gọi là chơn sám hối. Nên cái sự thanh tịnh hay cái tội lỗi là từ tâm của mình, và cái bài kinh Địa Tạng á, hướng về là điều này. Tất nhiên là cái tâm của mình nó phát khởi ra tất cả mọi cái yếu tố thanh tịnh hay là cấu uế, thánh hay là phàm. Nên khi mà mình hiểu được rằng là cái chỗ rằng là nếu như mà cái cõi tâm của mình lúc này nó nhơ ế thì mình đang ở địa ngục hay là ngã quỷ. Cái tâm của mình mà nó tham lam hay là nó sân hận thì là ngã quỷ và súc sanh. Còn cái tâm của mình mà nó thánh thiện, nó từ bi, nó bác ái, nó thương người, nó giúp đỡ mọi người thì lúc này mình là gieo nhân, cái tâm của mình là đang hướng về là cõi chư thiên và cảnh giới của bậc thánh. Trong đó có cảnh giới của loài người. Nên là không, nếu như mình đọc kinh Địa Tạng á, đó là kinh Bất Liễu Nghĩa rồi, thì cái mặt chữ của kinh á, đôi khi mình hiểu cái nghĩa của nó không rốt ráo và mình chưa đi sâu vào cái vấn đề rằng là nội dung và ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh là gì. Nên chúng ta cứ đọc trên cái văn bản mà chúng ta nghĩ rằng là cái bài kinh này nó dạy về con người mê tín và làm những cái điều mà là phi nhân quả. Nhưng thực chất là không phải là phi nhân quả, mà vì chúng ta chưa hiểu được cái nội dung của kinh và cái bài kinh Địa Tạng này muốn nói về vấn đề gì. Và thật vì như hồi qua trình bày, tức nghĩa là nói về cõi tâm của con người. Nên khi mà đó là cõi tâm rồi thì tâm của con người sinh ra, tức nghĩa là nếu tinh thần của Phật giáo là vô ký, không thiện không ác. Nhưng mà do hành nghiệp của chúng ta, do những cái mà chúng ta tiếp nhận
từ bên ngoài, và cái tư duy, cái nhận thức của mình nó sanh ra cấu uế hay là thanh tịnh. Và kinh Địa Tạng diễn tả về cái ngài Quang Mục mà cứu mẹ đó, điều này chứng tỏ làm sao cái mẹ của ngài Quang Mục nó cũng tượng trưng cho cái tâm của mình bất thiện, làm những cái hành động xấu, tất nhiên là ăn loài cá chạch con, rồi bất kể là lớn hay nhỏ, và hầu như là ăn cái loài nhỏ kia để về sanh và qua được cảnh giới địa ngục. Thì cái ngài Quang Mục là cái ngài mà tượng trưng cho cái gì, cái cõi tâm thanh tịnh, ngài mới hướng, tức nghĩa là vì ngài thấy được cái tội lỗi đó, ngài quay đầu là bờ, ngài hướng về cái điều thiện. Thì cái tâm của mình cũng vậy, khi mà mình làm một cái điều xấu, mình giác ngộ, mình nghe được pháp, mình nhận chân ra, mình quay về với lại bản tâm thanh tịnh đó, từ đó nó gọi là quay đầu là bờ đó, thì lúc này mình thanh tịnh, tức nghĩa là mình được giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn. Thì đâu phải là mình hiểu được, mình nói là kinh Địa Tạng là cái kinh là mê tín đâu, mà vì mình chưa hiểu được rốt ráo những trong cái nội dung kinh nó muốn nói là gì. Cái trường hợp của ngài quang mục và là cứu mẹ đó, tức nghĩa là tượng trưng cho cái điều bất thiện và cái điều thiện. Cái điều bất thiện là từ mẹ ngài Quang Mục, và cái điều thiện là của ngài Quang Mục. Chỉ cần mà một sát na tâm mình sanh khởi lên và mình hướng về điều nào, thì cái đó nó sẽ thành một cái là cho cái lộ trình tu tập của mình, nhận thức và tư duy của mình giác ngộ không lỡ điểm này. Nên cái kinh Địa Tạng nó bày diễn tả rất là rõ cái tâm của con người mình, nó có cái thiện và cái bất thiện rõ ràng. Và khi cái mình tâm mình hướng về cái điều bất thiện thì mình sẽ chắc chắn mình đọa lạc, nhưng khi mình hướng về cái điều thiện thì chắc chắn mình được sẽ giải thoát và khỏi được khổ đau. Nên chúng ta đâu thể nói là kinh Địa Tạng là kinh mơ hồ, nhưng vì chúng ta chưa hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của kinh là gì. Nhưng trong cái bài kinh đó là sẽ hướng dẫn con người làm điều thiện, đúng không ạ? Phải mở bài cho chúng ta là cảnh giới địa ngục như thế nào, là đọa xuống tầng địa ngục đó, rồi có những cái vị là trong cái cảnh giới ngục đó hành xử lý và là như là làm cho tội nhân ở đó đau khổ ra sao. Nhưng bên cạnh đó, khi mà là có một cái người thánh, một cái vị Bồ Tát ở trên cái cõi trần đi xuống, và khi những cái chúng sanh ở trong địa ngục đó bừng tỉnh và được thoát khỏi cảnh khổ, thì như vậy điều này chúng ta thấy được rằng cái tâm của mình chỉ cần một sát na thôi. Hôm nay chúng ta nói rằng là giác tu nhất khắc thì vật về, mê tu muôn kiếp vẫn là phàm phu. Vậy nên những chốn đồng tu, kẻ thì giác ngộ, người ngu cả đời. Chỉ cần một niệm tâm của mình mà khởi lên, mình giác ngộ thôi, mình tỉnh thức thôi, là Phật ngay lúc đó hiển hiện. Nhưng mà nếu như mình vô minh, mình mê mờ, thì mình chỗ điểm tu cái kiểu cảnh giới nào, nhưng mình tụng kinh mình không hiểu được nghĩa kinh đó, thì mình có tụng cái ngàn biến chăng nữa thì lúc cục mình vẫn là vô minh, vẫn là phàm phu. Nên chúng ta hiểu được cái bài kinh, hiểu được cái ý nghĩa của kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được là bài kinh này hướng về cái cõi tâm và dạy chúng ta thấy phân rõ được rằng là thiện và bất thiện, cái điều mình cần làm và điều mình không cần làm, không nên làm. Nên nó diễn tả rõ trong kinh điển như vậy, ở cảnh giới địa ngục và ở cảnh giới rằng là thoát khỏi địa ngục nó ra sao. Nên là khi các bạn đọc về Địa Tạng, bây giờ khi Hoàng An trình bày chia sẻ như vậy, các bạn về các bạn dở như mình kinh Địa Tạng ra, thì các bạn sẽ thấy đặt cái cõi tâm mình vào đó, và các bạn sẽ những cái gì mà là liên quan tới địa ngục, những cái điều xấu á trong kinh nói á, thì mình hãy đưa đặt tâm mình đó là đây là những cái điều bất thiện của tâm mình, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái mà là tham sân hận ở trong con người mình, những cái ích kỷ nhỏ nhen từ con người mình phát khởi. Nhưng mà có một cái cảnh giới của những chư vị Bồ Tát, những bậc thánh nhân, những người mà là đã quay về với lại cái nẻo thiện và hướng về Phật pháp, họ tu tập, họ chuyển hóa được tính tự thân họ, thì đó là sao? Đó là cảnh giới, đó là tâm thức của cái điều thiện của bậc thánh nhân hướng về. Nên nó rằng là mình khi mình đọc kinh xong, mình phải có mình ngồi mình lại mình nhìn nhận vấn đề. Còn nếu như không, chúng ta đọc theo cái nghĩa xung như vậy là chúng ta không hiểu được rốt ráo kinh, mà chúng ta nghĩ rằng là kinh mê tín và hướng theo con người theo cái điều bất thiện, không đúng với chánh pháp. Đặc chất là vì chúng ta chưa hiểu rốt ráo của cái về kinh đấy. Nên bây giờ cái khúc mắc và cái điều mà mình cần là mình phải giải tỏa được cái chỗ này, ý nghĩa của kinh Địa Tạng là như thế nào. Thì Quang sẽ nhắc lại, kinh Địa Tạng là kinh hướng về cõi tâm, giúp khai mở và là diễn tả bày tỏ ra tất cả những cái nội tâm của con người mình, trong đó là chủ yếu là điều thiện và điều bất thiện, giữa cái sự giác ngộ và cái sự mê mờ đó. Chỉ cần chúng ta thấy rõ được chỗ này thôi, là chúng ta sẽ khi đọc kinh đó, là chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề rằng là nội dung kinh muốn diễn tả là gì và cái chân lý của nó chúng ta học được từ bài kinh là gì. Nên nói về kinh Địa Tạng mà kinh mê tín hay là kinh hướng của con người theo cái làm những cái điều mà là phi pháp đó, thì các bạn cần phải nhìn nhận lại vì chúng ta chưa hiểu rốt ráo của nó. Nên sau này các bạn đọc kinh, những cái bài kinh Địa Tạng mình phải ngồi vì khóa quán chiếu một chút. Và thật ra bài kinh này không phải là bài kinh độ cho người mất, hay chúng ta hay có cái quan điểm rằng là cái nhìn nhận rằng là khi mà có người thân mình mất á, là mình làm lễ cầu siêu, mình tụng kinh Địa Tạng á, vì kinh này là cầu siêu độ. Nhưng thực chất ra cái nội dung kinh nó không phải là để siêu độ, mà tất cả kinh điển của Đức Phật dạy á, là hướng cho cái người sống và người tỉnh thức để tu tập.
chứ không phải là hướng độ về người mất. Cái người mất có thể là thêm nghiệp lực và tái sanh rồi. Kinh nó không có cái giá trị với người mất mà nó còn giá trị với cái người mà người đang sống đây này. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không vận dụng kinh, không vận dụng pháp của Phật vào để chuyển tu và chuyển hóa, mà chúng ta chờ tới cái lúc mà là mình mất rồi mới nhờ người thân hay nhờ quý thầy tới tụng kinh làm gì? Đấy là chúng ta cần phải hiểu cái pháp của Phật nó có giá trị khi mà mình còn được nhận thức, mình còn được cái suy nghĩ, mình còn được mang thân con người này. Còn khi mình đã hết cái thân người này rồi, mình còn mình trôi trong cái cõi luân hồi rồi, thì bài kinh có cả mình có tụng cả ngàn biến, hay là mình có đốt kinh đi xuống để cho cái người mà mất kia họ nhận kinh, họ hiểu được, thì cái điều này nó không có giá trị nữa được, thưa các bạn. Nên bây giờ, ngay từ bây giờ các bạn phải nhìn ra được vấn đề. Còn nếu như không, mình không thấy được cái vấn đề chỗ này thì mình cứ mê mờ và mình cứ nghĩ rằng là nó không có giá trị trong cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu được rốt ráo của nó là gì. Đó là sự chia sẻ thêm của Quảng An về cái bài kinh Địa Tạng để các bạn nắm bắt được cái ý của nó. Còn nếu như không thì các bạn sẽ suy nghĩ nó là kinh về mê tín, kinh hướng dẫn con người đi với lại lệch chánh pháp, thì mình phải cần xem xét lại. Dạ vâng ạ. Như vậy là bài kinh Địa Tạng chúng ta thông qua nha. Phật, cái này cũng mất hơn gần tiếng đồng hồ hơn. Rồi thì bây giờ trong này có câu hỏi của quay là câu hỏi của bạn Thảo Mai. Bạn Thảo Mai vẫn còn trong lớp. Dạ vâng. Câu hỏi của bạn đặt ra là con có câu hỏi mong quý thầy giải đáp giùm con. Như chủ đề hôm nay về sân hận, lúc nãy thầy Thuận Đức có nói sợ hãi làm tăng thêm sự oán hận. Vậy cho con hỏi, em ruột con có chút bệnh lý về trầm cảm. Mỗi khi căn bệnh tái phát thì em con thường rất sợ hãi trốn vào một góc nào đó và có khi cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng theo con thấy, đa số trầm cảm thường trị liệu bằng tình thương và tinh thần hơn là uống thuốc thì sẽ cải thiện và bình phục rất nhanh. Vậy con xin thầy cho con một vài phương pháp tốt nhất để cải thiện căn bệnh này của em con mỗi khi nỗi sợ hãi của căn bệnh này xuất hiện ạ. Con xin trân quý thầy và toàn thể đại chúng. Dạ, liên quan tới căn bệnh trầm cảm và dùng thuốc thì nó không có hiệu quả nhiều bằng cái tình thương và cái sự quan tâm. Thì xin quý thầy sẽ chia sẻ thêm cho các bạn Thảo Mai về cái cách phương pháp mà giúp cho cái em của bạn được vượt qua được cái căn bệnh trầm cảm. Thì về bệnh lý á, thì đương nhiên bạn về bệnh lý thì bạn phải cần gặp bác sĩ chuyên khoa. Còn quý thầy là trên phương diện là mặt là tư vấn về cái đời sống tu tập. Còn khi đi sâu vào cái nội dung mà về liên quan tới cái lĩnh vực nào đó trong cái phạm trù của xã hội thì chúng ta cần phải gặp những người chuyên khoa về vấn đề này. Đôi khi trên cái phương diện là quý thầy chia sẻ về mặt là học thuật và kinh điển về thực tu tập thì nó không đúng với cái phạm vi của y khoa, thì khi mình nói mình diễn tập mình diễn bày thì nó chưa hết được cái ý cần diễn tả. Đó là trên cái phương diện góc độ của y học. Thì quý thầy đây không, theo cá nhân của Nga thì Nga không có dám làm bàn về vấn đề này nhiều. Nhưng mà trên cái phương diện mà nói về tình thương và từ bi của nhà Phật á, đối với một người trầm cảm á, thì đương nhiên rằng là một người trầm cảm tất nhiên là họ cảm thấy rằng là họ cô đơn, họ cô độc giữa một cái thế giới và họ nhốt mình, họ cảm thấy rằng là họ cần có một cái màn lưới bảo vệ vì họ thấy sợ. Họ thấy sợ những cái chốn đông người và họ không biết niềm tin, họ không đặt để niềm tin mình vào một đối tượng nào cả. Họ thấy mình lạc loài và họ trong cái suy nghĩ, cái tâm lý của họ, họ cảm thấy rằng là mặc cảm và họ hay muốn rằng là trốn một góc nào đó vì họ không có muốn tiếp xúc với lại con người nhiều. Cái bệnh lý này á, nó rơi vào cái trạng thái rằng là do cái đời sống của chính người đó và trong cái quan hệ gia đình. Đôi khi mình trong quan hệ gia đình nó có những cái bất cập xảy ra từ cha mẹ, anh chị em. Và cái người mà rơi vào cái trạng thái này là vì họ tiếp xúc với lại cái hoàn cảnh đó. Họ cảm thấy rằng là một cái cú sốc về tinh thần. Và rồi họ tự nhốt mình vào trong một cái góc riêng. Và họ cảm thấy rằng là bị cô đơn giữa một cái căn nhà mà nơi đó họ đặt để niềm tin vào quá nhiều. Nên cái căn bệnh này nó phát sanh. Và một phần nó cũng do cái người thân ít quan tâm đến con cái của mình. Lo theo cái vật chất, lo theo cái đời sống nhu yếu hàng ngày và ít có thể hiện cái sự tình yêu, tình thương hay là thể hiện một cái tình cảm đối với lại cái người con, người gì trong gia đình của mình, nên sanh ra cái vấn đề là mắc bệnh cho những cái người con trong chính gia đình của mình.
Nên đối với lại cái người này á, mà nếu như bạn vận dụng theo cái vấn đề tình thương và cái sự từ bi quan tâm của một con người bình thường á, thì chúng ta chưa nói tới phương diện của Phật pháp, mà chúng ta nói về cái phương diện quan tâm của con người bình thường. Thì nếu như bạn là một cái người chị trong gia đình, bạn là thương em bạn và bạn thấy cái căn bệnh này của em bạn đang tiến triển trên một cái bước mà là xấu, càng ngày càng xấu, thì đối với phương diện một người chị, thứ nhất á, là bạn phải có kiến thức sơ lược về y khoa về bệnh này, bạn phải nắm vững được cái kiến thức về sơ lược về cái căn bệnh này đã. Còn nếu như mà mình cứ vận dụng theo cái chủ kiến cá nhân, hoặc là mình đọc được một tài liệu nào đó, hay là mình nghe với thầy hôm nay chia sẻ, mà mình vận dụng cái phương pháp đó vào cái vấn đề hoàn cảnh của bạn đang diễn ra, vô tình chung nó không đúng đối tượng và nó không đúng hoàn cảnh hay bệnh lý, thì nó sẽ có tác dụng ngược. Nên bạn phải cần hiểu, đọc hiểu về cái nội dung cái bệnh lý này, và bạn cần một cái sự chia sẻ từ một cái vị chuyên khoa về cái bệnh liên quan tới trầm cảm, một người bác sĩ chuyên khoa, thì họ sẽ tư vấn cho bạn những cái phương pháp tích cực cụ thể. Còn trên cái phương diện mà là về Phật học và tình thương thì đương nhiên rồi, tình thương thì tất nhiên là có thể bạn thực tập trải tâm từ đến là cái người em của bạn. Và trong cái phương diện rằng làm chúng ta sống trong một cái gia đình không có bị dính mắc về tình cảm, về nói về nghiệp hay luân hồi gì nghe, mình không có đặt cái để đó nào. Vì khi mình đã thể hiện một cái tình thương, mình đang muốn chuyển hóa và chữa lành cái vết thương cho cái người trong gia đình của mình á, thì mình đừng đặt để và suy nghĩ đó là nghiệp hay đó là một cái sự luân hồi mà nghiệp báo mà cái người kia đang mắc phải hay là đang phải chịu đựng. Mình khi mình suy nghĩ như vậy thì mình không thể đã tâm từ được, mà mình phải đã tâm từ tức là tình thương thật sự rằng là bạn, người em của mình đang có một căn bệnh mà sống cô độc, cô đơn trong một cái góc phòng và họ cảm thấy bị tổn thương, và chính điều đó cũng do chính bản thân của mình góp phần tạo nên căn bệnh này, là vì chúng ta sống chưa quan tâm đến cái người thân của mình, người em của mình trong gia đình, nên dẫn đến những cái bệnh lý cho em của mình. Và bạn phải bên cạnh cái về kiến thức y khoa về cái bệnh lý này, về bên một phần là về mình thực tập tình sự quan tâm và cái sự yêu thương cũng như là đã tâm từ đến với lại cái người em, thì mình phải cần phải có sự động viên đến với lại người cha và người mẹ của mình nữa, trong gia đình nữa, để cho người thân họ có một cái sự quan tâm và thể hiện cái tình cảm đến với em của mình nhiều hơn. Còn nếu như không cá nhân của bạn thì đứng trên phương diện là người chị, nhưng mà biết được người em của bạn đang cần cái tình thương và sự quan tâm từ người cha người mẹ nữa, nên nó làm đứng bạn là một thành viên trong gia đình thì mình phải cần phải chia sẻ cái điều này đến với lại cha và mẹ của bạn, để cha mẹ bạn hiểu được cái vấn đề. Và điều thiết yếu nhất là bạn nên cần có một cái sự tư vấn từ một cái vị bác sĩ chuyên về cái vấn đề bệnh lý này, để cho các người ta thấy là nắm rõ được bệnh tình và tiến triển của nó ra sao, căn bệnh nó xuất phát từ đâu, hay là trong cái nguyên nhân trong cái hoàn cảnh gia đình của mình. Vì cái câu hỏi bạn đặt ra, quý thầy đây là chưa nắm được rằng là cái hoàn cảnh dẫn đến cái bệnh lý của em của bạn là ở trong gia đình nó có mâu thuẫn gì hay không, hay là ở trong cái nội bộ, hay là trong cái cách sinh hoạt của em bạn, hay là do cái môi trường sống đi học, hay là do tiếp xúc với lại xã hội, thì quý thầy chưa nắm được cái đó. Nên là bạn cần phải có một cái thời gian bị chữa bệnh đó, một căn bệnh đó, thì nó phải có thời gian chứ không phải ngày một ngày hai. Nên bạn phải cần có để thời gian ra nhiều, dành thời gian nhiều, và đem em bạn đến một cái vị bác sĩ chuyên về cái vấn đề này, và để cho có một cái liệu trình điều trị, và phải trình bày những cái hoàn cảnh, những cái sự việc đã từng xảy ra trong gia đình mà dẫn đến một cái cú sốc, hay là dẫn đến cái tâm thế của em bạn như bây giờ. Đó là cái điều tốt nhất. Còn cái sự cầu nguyện hay là cái từ trường mà bạn phát tỏa ra để gửi lên đây cho em mình đó, thì đó là điều dĩ nhiên rồi. Đó là mình, đó là điều cần rồi, điều cần phải làm. Nhưng mà trên cái phương diện góc độ của bệnh đó, thì bạn phải cần gặp một người đúng chuyên môn. Như khi xưa Đức Phật mà bị bệnh cũng vậy, thì phải cần một cái bị thần y rất là kỳ bà để mà chữa cho Đức Phật. Chứ còn không có vị thánh tăng A-la-hán để chân nữa, thì ngài cũng không thể giúp Đức Phật hay là giúp các vị thánh tăng khác chữa bệnh được, mà mang bệnh lý, mà mang cái thân con người và mắc cái bệnh trên cục thế giới này, thì phải cần những cái chuyên khoa, những cái vấn đề lĩnh vực nào đó, đúng cái lĩnh vực đó thì mới chữa được bệnh được. Còn mà các bạn đi bị về ung thư hay là gì mà kén cầu cạnh với thầy để ấy, thì cái điều này nó không có thực tế, và nó hơi bị là màu nhiệm thần thánh hóa về Phật pháp. Tôi vô tình chung chúng ta nghĩ đạo Phật là cái đạo cầu sinh và phép màu đấy. Nên từ cái nhận thức này chúng ta phải hiểu rõ được để tránh có cách nhìn sai về đạo Phật.
Dạ, đó là cái sự chia sẻ của Quang An đến cho bạn. Này của bạn Thảo Mai đúng không ạ? Không biết bạn còn đây không ta? Chia sẻ mà chia sẻ một chiều nữa là bạn đi ngủ đâu mất tiêu rồi, không biết còn không rồi. Chia sẻ nữa. Còn bạn giơ tay lên được không ạ? À, tại vì vấn đề mà qua cái câu hỏi của bạn á, thì lại nghĩ liền biết rằng là thật sự ra những cái kỹ năng mà thầy Quảng An chia sẻ chắc bạn cũng đã trải qua rồi, cái sự quan tâm, sự chăm lo, bạn cũng đã tìm về thuốc men này kia, nhưng bạn cũng chưa thấy cải thiện nhiều cho em bạn hay người thân của bạn. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà không riêng bạn, rất là nhiều người gặp, nhưng họ cũng đang bế tắc, họ dựa vào khoa học, dựa vào y tế mà họ không giải quyết được. Và họ dựa vào tình thương gia đình quan tâm nhưng chưa giải quyết được. Bởi vì một điều duy nhất thầy chia sẻ cho các bạn hiểu là điều mấu chốt mà giúp cho những người mà bị trầm cảm đó là phải thấy rõ được nguyên nhân. Quan trọng là cái người trị bệnh đó, phải thấy rõ được nguyên nhân mối gốc của người đó từ đâu mà sanh ra bệnh lý đó. Nó là cái quan trọng. Nên đến với những vị hay đến với bác sĩ, bất cứ vị nào, vị bác sĩ nào mà thấy được, mà nắm được cái tâm lý mà nguyên nhân của người đó bệnh, thì cái người đó sẽ cởi mở cái nút thắt đó, có phương pháp cởi mở nút thắt và giúp người đó chuyển hóa cái nút thắt đó, thì nó sẽ hết. Còn nếu như chỉ là đứng trên ngọn và lá và nhành và thân á để trị bệnh á, gọi là bắt hình nhìn mặt, bắt hình dong để trị bệnh á, thì nó nghĩa là mơ hồ hên xui. Cái chuyện đó là rất nhiều người điều trị rồi, đúng không? Vì vậy nên chúng ta phải nhìn lại cuộc đời của những nhà khoa học á, chúng ta mới thấy rằng là mấy ông kẻ đó ổng trầm cảm không, ổng sống một mình ích kỷ không à, tự kỷ không à. Chúng ta nhìn lại một xíu, và bởi vì tâm lý của họ, họ bị chấn động bởi âm thanh, họ cũng sanh ra trầm cảm. Bởi vì cái con mắt của họ nhìn thấy nó khác hơn người bình thường, họ cũng sanh ra trầm cảm. Bởi vì họ biết những cái nhiều người chưa biết, họ nói không ai tin, họ không thể giao tiếp, mọi người có thể hiểu được cái điều họ muốn bạch đó. Họ chưa nắm bắt được cái kiến thức và những cái thông tin đó, họ cũng nói người ta dị biệt vân vân, họ cũng bị trầm cảm. Bởi họ nói đánh những người này vì trầm cảm. Và những cái yếu tố bị trầm cảm nó rất rất là nhiều cái nguyên nhân. Chúng ta phải nhìn lại một điều, chứ không phải là do con người ta yếu, thiếu tình thương, hay do con người này, do vân vân, do tư tưởng vân vân. Nên cái vấn đề trầm cảm á, cái người thầy á mà trị bệnh á, thì phải, quan trọng là phải thấy được là nối gút của người bệnh nó như thế nào. Và vấn đề nó không thể chung. Vấn đề mà giúp bạn trầm cảm thì nó không ai giống ai cả. Và vấn đề cũng không thể nào là lấy cái của người B chỉ bỏ người A chị vân vân. Cũng như bản thân Lệ Nghị cũng đã chứng kiến rất là nhiều những người họ bị trầm cảm chết, nhưng mà họ không biết gì, lên chùa thôi để hít thở thôi, nhưng có khi họ lại buông xả, họ thấy được và họ bỏ xuống, họ nghe bài kinh hay nghe một nhân duyên, một câu chuyện gì đó. Nhưng có những người á, họ gặp chúng đối tượng và đúng tượng nó chia sẻ cho họ nhận diện được cái sự mặt trái của họ, họ cái nội kết của họ và nội hận của họ đó. Cái lời này, khi mỗi người họ chỉ, họ chia sẻ đúng cái tim đen của họ như vậy á, họ thấy được cái sự đó và họ bỏ nó xuống được, một giá trị tích cực hơn, gợi mở hơn vân vân, tự nhiên về họ sống một con người bình thường. Thì đó, những người có phước gọi là những người bạn thiện chi thức hay những nhân viên, khi mà họ đến chùa họ gặp những cái điều, những người đã chia sẻ những câu chuyện, họ cởi mở, không ai quen ai, không ai biết ai, nhưng mà họ mở đúng cái vấn đề của họ đang cần, họ tự nhiên về họ thay đổi tính cách và họ sống thoát ra những cái sự rụt rè, sự thiếu tự tin của họ. Đó là những nhân viên thầy đã gặp những người như vậy, và không chỉ ở thành phố mà ở thật sự thầy ở Nha Trang thì cũng gặp vài người như vậy. Và họ bị trầm cảm chết rất là nặng, và họ có thể nghĩ đến tự tử liên tục. Nhưng mà may mắn là khi họ cứ đến chùa, họ không còn đường nào họ đi, họ đến chùa, thì họ lại gặp được những thiện tri thức chia sẻ đúng cái vấn đề khúc mắc của họ, và nói những cái tâm khảm của họ mà họ trước giờ họ không bộc bạch ra được. Và nhưng mà khi những người đó nói, mà nói tế nhị và kể những câu chuyện hay những vấn đề, tự nhiên chạm đến cái nguyên nhân của họ, và họ bỏ nó xuống. Lúc đó họ cởi mở, bởi vì người đó họ không biết, không tin vân vân, chỉ là người lạ thôi, nhưng mà nó lại có duyên. Đó là có phước duyên như vậy. Trong khi một con người đến tận cùng, thường á, ai mà tới bế tắc quá không biết gì cứ về chùa, thường là như vậy. Đó, phiền não không biết gì cứ về chùa hít thở cái đã, rồi tính sau. Nhưng mà vô tình lại những chuyện đó, khi họ gặp được những nhân duyên, họ vượt qua được. Hay là họ về chùa, họ buông xả, họ nghe tiếng kinh, tiếng kệ, họ vượt qua được. Vậy nên
Nên cái việc mà giúp cho những người thân của bạn á, thật sự ở trên đây không thể giải quyết được gì hết. Ở trên đây chỉ nói là chúng ta nguyên nhân, thì chỉ chia sẻ cho bạn là mấu chốt phải tìm rõ được nguyên nhân từ đâu của bạn, bản thân của người bạn, người thân của mình bị đâu, thì mình hãy chỉ đúng vấn đề đó thôi, chứ không đi lung tung, cũng không có hên xui ha. Nhưng mà cái nhân duyên người nào để thấy rõ mà chỉ cho bạn, thì có những người ta không nói được, không nói ra được, nhưng có những người họ thấy hiểu được, nhưng mà người ta khéo mở bày để người đó buông bỏ xuống. Đó là nhân duyên của mỗi người, cũng là cái một cái gì đó người ta nói trong cuộc sống này, khi mà chưa đủ duyên á thì có tìm mãi nó cũng chưa gặp, nhưng khi chúng ta có sự chân thành tìm thì chắc chắn nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp. Chuyện đó là sự bình thường, cứ từ từ, có chân thành thì tự nhiên sẽ tới, đến gõ cửa thì cửa sẽ mở ha, cuộc đời này. Nên thành ra cũng không vội vàng, bạn cứ cố gắng làm những gì bạn có thể, và bạn cứ thực tập những gì tốt nhất, tinh thần dạy các ba la mật, các thiện pháp thiện duyên, bạn cứ vun bồi, thì từ từ thầy nghĩ rằng là việc của bạn chắc chắn là trước sau gì cũng giúp được em bạn. Bởi vì sự chân thành đó, sự nhiệt huyết đó và thật tâm đó, nó sẽ làm năng lượng và một cái nhân duyên thiện lành, nó sẽ giúp cho vấn đề của bạn nó sẽ sớm thành tựu thôi. Đó là lời chúc tốt đẹp của thầy đến với bạn. Chứ còn bây giờ chị thì nó không gây gì mặt, không biết đối tượng, không gì hết. Trên ngôn ngữ và văn tự thì thật sự ra cũng không ai dám nói gì hết. Thật sự ở đây cả thầy Quảng An cũng nói như vậy, cũng không thể thiết cạnh này, có thể chúng ta chỉ bày chung chung thì mới gặp bác sĩ tư vấn cho thuốc vân vân, gặp những chuyên gia vân vân, thì đúng như vậy. Thầy nghĩ rằng bạn cũng có thể đã làm rồi, nên hôm nay bạn mới lên đây hỏi. Nhưng mà thầy thì chỉ muốn chị những người đó thì cứ nắm cái nguyên nhân, nắm cái đầu đó, chụp được cái đầu nó, giấu nó, núp, chụp nó được rồi thì ra liền. Còn khi mà cứ mơ mơ hồ là chạy theo hình với bóng của nó là nó dắt đi mãi. Nó giỡn, nó gọi là nó giỡn, nó đùa với mình. Khổ lắm. Nói chung việc này thì chúng ta cũng chia sẻ tới đây thôi, chứ không thể giải quyết trọn vẹn được. Đúng không ạ? Vì câu hỏi này nó là một câu hỏi nó lưng chừng. Chúng ta thấy đúng không? Vì vậy nó không rõ đối tượng, không rõ nhân duyên, không thấy được mặt mũi, cũng không thấy được âm thanh, cũng chỉ thấy qua văn tự câu hỏi. Nên nó chỉ tới đó thôi, là lời chia sẻ của tôi, lễ nghị đến với bạn. Mong rằng có duyên thì bạn sẽ sớm giúp cho người bạn, người thân của bạn sẽ sớm vượt qua. A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn và phần vấn trả lời của quý thầy. Thì không biết xin có bạn nào trong lớp còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Thì xin mời các bạn sẽ cùng đặt câu hỏi. Thì sự chia sẻ của thầy là cũng quanh quá thôi. Cứ đặt tình thương, sự quan tâm, rồi tìm rõ nguyên nhân. Nó cũng xoay quanh những vấn đề đó. Còn tùy vào cái căn bệnh và cái hoàn cảnh xảy ra cái sự việc đó như thế nào, hay là cái cú sốc tinh thần của cái người mắc bệnh đó mà nó sẽ thay đổi và nó có sự chuyển hóa ra sao, thì tùy thuộc vào cái tự thân của nỗ lực của cái người bệnh và những người thân trong gia đình. Còn bác sĩ hay quý thầy chỉ là những người tư vấn và chia sẻ thêm, chứ không phải là cái nguyên nhân chính để giúp cho cái bệnh tình của bạn, của cái người bệnh vượt qua được hay là chấm dứt được. Mình cần phải biết được rằng là tất cả mọi nguồn cội hay nguồn cơn của vấn đề đều xuất phát từ bản thân của chính đối tượng, chứ không phải từ ngoại lực bên ngoài. Thì không biết là bạn nào có còn có đặt câu hỏi nào nữa không ạ? Hôm nay chúng ta có 3 câu hỏi thì gần hết thời gian. Hôm nay cũng nghe một buổi vấn đáp rất là thú vị về những cái chủ đề. Nếu như chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc lớp học mình tại đây. Để hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Dạ, xin kêu quý thầy. Dạ rồi, không thấy nhận thấy câu hỏi nào nữa thì xin... với đại chúng thì trải qua gần 3 giờ đồng hồ, chúng ta cũng đã cùng trao đổi chia sẻ về đề tài hôm nay, nên là sự sân hận sẽ phát huy đến tất cả mọi thứ, và sau đó là phần vấn đáp về các chủ đề và cái sự thắc mắc mà các bạn đã đang quan tâm và được sự chia sẻ từ quý thầy. Thì dĩ nhiên rằng đó là một góc độ nhìn, một cái khía cạnh mà giúp cho các bạn có nhiều thêm cái
góc nhìn khác nhau để mình nhìn nhận vấn đề và xử lý tình huống trong cuộc sống. Đó chưa phải là rốt ráo hay đó chưa phải là một cái sự câu trả lời toàn vẹn nhất để cho các bạn áp dụng vào đời sống của mình, mà đó chỉ là một cái sự tham khảo để mình nhìn nhận và từ đó mình thấy được nếu như nó có giá trị thì mình áp dụng, còn nếu như mà cảm thấy điều này nó chưa phù hợp với mình thì mình có thể tìm phương pháp khác. Vì tất cả mọi cái phương diện và lĩnh vực trên cuộc sống cũng vậy, nó có thể là phù hợp với người này nhưng nó chưa phải là cái yếu tố cần đến với người khác. Nên khi mình thọ nhận hay mình lắng nghe sự chia sẻ hay bất cứ điều gì cũng vậy, trong kinh Kalama Đức Phật cũng nói là chớ vội tin. Nên hy vọng rằng lớp của chúng ta sẽ có gặt hái được nhiều cái bài học hay từ các tối hôm nay nói riêng và những buổi tối về trước nói chung, cũng như cho những buổi học sau này. Thì một lần nữa con xin tri ân đến quý thầy, thầy đề nghị thầy Thuận Đức cũng đã tham gia lớp và hỗ trợ đến với phần vấn đáp tối hôm nay và phần chia sẻ đề tài của thầy Thuận Đức. Và xin cảm ơn đại chúng đã có mặt đến giây phút này, và xin chúc cho đại chúng có một đêm an giấc để ngày mai có một nguồn năng lượng mới cho một ngày mới bình an hơn. Xin chúc mọi người ngủ ngon. Mô Phật.